Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, nay thứ năm mọi người ơi. Rồi, bên tiệm gỗ em tiếp tục livestream này. Mọi người thích đồ gì mọi người comment nha. Em lấy em like cho mọi người. Và bên tiệm gỗ Mơ Hồng em kêu mọi người mua mua hàng mọi người nhớ chuyển khoản nha. Chuyển khoản bên em đi hàng ha. Rồi đang có số lượng là cái đĩa thủy tinh hai cái. Thủy tinh hai cái hình mèo Hello Kitty mọi người, rất là đẹp, non nơ đỏ này. Mèo Hello Kitty số lượng có 2. Đĩa nâu rồi, ok, xin chào chị Ngọc Vũ này. Thì cái này là 26 cm, bán với đơn giá là 50.000 một đĩa. 50k mắt 502 cả nhà nha, 502. Đĩa nâu nào ta? Đĩa nâu. Cái này đúng ta. Đĩa này đúng không ạ? Đĩa xung quanh này. Thì đấy mọi người, đĩa chịu nhiệt tốt ha, đĩa chịu nhiệt. Chốt đơn chị Ngọc Vũ 502 này. Được, cái này là 27 cm cả nhà. Số lượng em có 9 cái. Có 9 cái. Với cái này em bán với đơn giá là 85.000 một cái nhá, 85k, số lượng có 9 cái, men rạn này cả nhà. Này đấy, chịu nhiệt tốt để trong máy rửa bát và lò nướng được này. Rồi 85k mà 859 nhá, số lượng 9 cái, 859. Rồi em có số lượng là cái đĩa hoa này nha mọi người. Số lượng có 1 2 3 4 4 cái này. Họ đi xung quanh nha, hoa màu vàng, hoa màu hồng. Rồi dưới đáy này. Rồi cái này của hãng Noritake cả nhà. Noritake cũng để cái này để chịu nhiệt tốt luôn ha mọi người, để trong máy rửa bát này, dishwasher, rồi oven and microwave này, để trong lò nướng được ha. Được, cái này là 21 cm. Chiều cao là 2 cm nha. Số lượng em có 4 cái, em bán với đơn giá. Rồi cái này em bán đơn giá là 50.000 một cái này, 50k, số lượng có 4 cái mà 504 nha. 504. Thế theo mọi người, em có số lượng là 3 cái ly các họa tiết hoa này. Hoa hoa như này dưới đáy ha mọi người, có chịu. Rồi này có đường kính này là 8.5 cm. Chiều cao là 5 cm. Số lượng em có 3 cái, đơn giá là 15.000 một cái nha. 15k, mã là 153 cả nhà. 153. Thế mọi người, em có số lượng là cái bát này ha mọi người, cái bát họa tiết xung quanh này dưới đáy nhá, có chuyện mọi người. Chứ chuyện được, cái này là 13 cm, chiều cao này là 4.5, số lượng em có 1 cái, bán đơn giá là 30.000 một cái bát này nhá. 30k mã là 303 cả nhà, 303. Mọi người đang tìm kiếm đồ gì mọi người cứ comment nha, em kiếm cho mọi người. Mọi người thích ly, thích đĩa hay thích tô mọi người ơi. Rồi đây có số lượng là cái ly này ha mọi người. Cái ly này gốm mộc này, dưới đây có chuyện nha mọi người, có chuyện họ đi xung quanh. Chốt đơn chị Trịnh Ngân 303. Được, cái này là 6.7 cm, chiều cao là 8.5. Rồi cái này em bán đơn giá này 35.000 một cái nhé. 35k mà 356 này. 356 men rạn gốm mộc, nhiều màu sắc hồng hồng vàng vàng trắng trắng này. Rồi em có cái ly này ha mọi người, ly có họa tiết hoạt hình này dưới đáy ha mọi người, dưới đáy. Rồi có quai, rồi cái đường kính nha, đường kính này là 8 cm, siêu cao này là 9.2 cm. Bên trong cũng có họa tiết ha mọi người, cái này em bán với đơn giá là 50.000 một cái. 50k mà là 507 nha, 507. Rồi đĩa màu hồng này, ly màu hồng này, Tony Chopper này, để xung quanh mọi người, đảo hải trong đảo hải tặc ha. Thì đấy này, có đường kính này là 7.5 cm, chiều cao là 10 cm, đơn giá 35.000 một cái mà 303 này. Chuyển mã sang 304 nhá, 304. Chúc đơn chị Ngân 307, 507.
cho cái ni này ha mọi người. Qua đây xung quanh này, cái này men rạn này cả nhà ơi, men rạn. Có họa tiết ông Nhật Bản này, bên trong cũng có này, dưới đáy ha. Này có đường kính này là 6.5cm, chiều cao là 9.5cm. Và các em bán với đơn giá là 40.000 một ly này nha mọi người, 40k mà 406 này, 406. Rồi em qua số lượng là cái đĩa này ha mọi người, cái đĩa như này, mặt trước mặt sau. Rồi cái này có đường kính này là 19.5cm, chiều cao này là 1.5. Rồi em bán này với đơn giá nha. Rồi 35.000 một đĩa này, 35k mắt là 351 nha, 351. Dưới đáy này, Daikatsu. Tiếp theo mọi người em có số lượng là đĩa hình con thỏ Giáng sinh. Rồi hai đĩa này như này ha mọi người, dưới đáy này, không có chuyện. Rồi có đường kính thì cái này là 15.7cm. Rồi em bán này với đơn giá. Rồi đơn giá là 20.000 một cái nha, 20.000 mã 202 ở nhà, 202. Rồi em có số lượng là cái ly này ha mọi người, cái ly này. Số lượng 5 cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 4 màu khác nhau nha, khác nhau. Có cái này hơi lùn, rồi tính 4, nói chung 4 cái luôn đi. Rồi cái này có đường kính này là 7.8cm. Cho nên chị Trịnh Ngân 202 được cái này là 7.5 ha mọi người. Rồi chiều cao của ban này là 10.5. Này chiều cao là 9.5 này. Rồi cái này ha mọi người, em bán với đơn giá là 40.000 một cái, 40k. Cái này cũng 40.000 luôn. Rồi mã là 404 nha cả nhà, 404, số lượng 4 cái ly. Rồi em có hai ly này ha mọi người, ly cầu thủ Nhật Bản bóng chày này. Bóng chày đi xung quanh này. Màu khác nhau ha. Đây cái này là 7.2cm, chiều cao là 10 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Rồi cái này bán đơn giá là 30.000 một ly mọi người ha, ly khá là to cao này, 30k mã là 302 nha, 302. Tiếp theo mọi người em có số lượng là cái đĩa này, đĩa gấu phu ha mọi người. Rồi đĩa gấu phu số lượng có 3 cái, họ đây xung quanh puni. Đấy, cái này là 17.5cm, số lượng có màu có 3. Rồi các em bán với đơn giá này 25.000 một đĩa nha, 25.000 một đĩa mã là 253 cả nhà, 253. Rồi đây có số lượng là hai cái ly này ha mọi người, hai ly này họ đây xung quanh dưới có chuyện này. Rồi cái này có đường kính này là 8.7cm, đơn giá 15.000 một cái, mã là 152 nha, 152. Rồi các số lượng là 4 cái này này, 1, 2, 3, 4. À 3 cái, dưới có chuyện. Hình bông hoa mọi người có chiều dài các cạnh này là 9cm. Ở đây, đây là 13.2cm. Rồi em bán đơn giá 20.000 một cái. Rồi bớt 5.000 nha, 45.000 3 cái, mã 453 này. Bớt 5.000, 553 mọi người. 55.000 3 cái, mã 553 này, 553. Thế mọi người em có số lượng là ba cái nhỏ nhỏ hình chiếc lá này. Chiếc lá này ha, có cuống này. Rồi cái này đơn giá là 15.000 một cái, mã là 153 nha, 153. Cho nên chị Thẩm Nguyễn 553. Rồi ok chị, 553 ba cái này. Rồi bên tiệm gỗ Mưa Hồng em kêu mọi người chốt đơn hàng, mọi người nhớ chuyển khoản nha. Rồi bên em mới đi hàng ha cả nhà. Tiếp theo mọi người có số lượng là cái này có hai quai. Cái này hai quai màu xanh xung quanh, có đường kính. Cái kính này là 15.2cm. Chiều cao là 3cm, em bán với đơn giá là rồi 30.000 một cái nha, 30.000 mã 302 cả nhà, 302. Thế nên mọi người tiếp theo ở đây có số lượng là rồi cái đĩa chuột Mickey này, đĩa chuột Mickey vịt Donald dưới đấy có chuyện, đường kính này là 16cm, số lượng có 1. Rồi chị Thẩm Nguyễn cho em ly xanh tròn luôn đi, ly xanh tròn. Rồi ok chị,
Đấy, cái này em bán đơn giá là 20.000 một đĩa này nha mọi người. Mã là 209 cả nhà, 209. Rồi ly xanh tròn này. Có quay cầm cho mọi người, hình con cá mập, cá heo gì đấy, cá heo ha. Đây xung quanh dưới đáy này không có gì. Cho nên chị Trịnh ngân 302. Này đường miệng này là 6 cm, chiều cao là 8 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá này 40.000 một cái nhá, 40k, mã là 404 này, 404. Rồi em có số lượng là cái ly này ha mọi người, họ đếch xung quanh này, cá chép này, người này, bên trong. Màu sắc khá là ok, được kính là 7.5 cm, chiều cao là 10 cm. Rồi cái ly này có chữ ưng xung quanh này sau mọi người, cái này em bán với đơn giá. Rồi ly này em bán với đơn giá là 50.000 này, 50k, mã là 505 nha, 505. Chốt đơn là chị Trang Trần 404 này. Rồi chị Trang Trần 404 nha, chị Trịnh Ngân comment sau rồi. Tiếp theo mọi người em có số lượng là... Rồi cái đĩa của các củ quả này, củ quả hành, cà tím các kiểu này mọi người. Century ha, dưới nó hơi mờ mờ một xíu. Thì cái này là 18.7 cm, chiều cao là 1.5. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá này là 35.000 một đĩa nha, 35k, mà là 356 này, 356. Còn chiếc xanh nằm dưới cho em luôn đi. Chiếc xanh nằm dưới, rồi ai chốt đơn trước thì em để cho người đó nha. Rồi cái xanh này ha mọi người, có nắp này, có nắp màu xanh lam như này, có miệng. Miệng này là 6.8 cm. Chiều cao là 4.5, chốt đơn cho chị Trang Trần 356, chị Ngân comment sau này. Chị Ngân này comment sau mất tiêu rồi. Rồi cái này em bán với đơn giá nha. Rồi đơn giá này là 35.000 một cái, mã là 357 này cả nhà, 357. Rồi đây em có số lượng là 1, 2, 3, 4, 4 cái đĩa này. Đĩa hoa mọi người, đĩa hoa dưới đáy này. Của hãng Noritake mọi người, Noritake mọi người nhìn kỹ. Cái này để trong máy rửa bát. Rồi lò lớn và cái lò nằm nóng ha mọi người. Để kính này là 21 cm, đĩa chịu nhiệt tốt này. Đĩa chịu nhiệt, chiều cao này là 2 cm. Chốt đơn chị Thẩm Nguyễn, chị Thẩm Nguyễn 357. Rồi các em bán với đơn giá 50.000 một đĩa nha mọi người, 50.000 một đĩa, hoa rất đẹp luôn mọi người, hãng Noritake, số lượng có 4 cái, mắt 504 nha, 504. Ly xanh hướng 12 giờ đi. Rồi ly xanh này, có họa tiết hoa mọi người, men rạn này dưới đáy có chữ triện nha mọi người. Hoa màu xanh lá, đường kính này là 6.5 cm, chiều cao là 7.5 cm nha. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá là 30.000 một ly này, mã là 303 nha, 303. Chốt đơn chị Thắm Nguyễn 303 này, ok chị Thắm Nguyễn nha. Rồi ly xanh có quai ở dưới đĩa. Ly xanh có quai ở dưới là hình người. Rồi cái này ha mọi người. Thôi đây xung quanh cái ly này có quai này, dưới đây có chuyện nào mọi người, cái ly hình người. Thì cái này là 9 cm, chiều cao là 5.5 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 25.000 một cái, mã là 255 nha, 255. Rồi có số lượng là 2 ly này nha cả nhà, 2 ly. Ở dưới các viền có viền xung quanh, như này là họa tiết cutani nha mọi người, cutani dưới cái diện đỏ này. Rồi có đường kính này là 7.5 cm, chiều cao là 6.5. Rồi cái này em bán với đơn giá là 75.000 cặp này nhá. 75k, mã là 752 này, 752. Chốt đơn chị Trang Trần 255, chị Trịnh Ngân lại comment sau rồi. Tiếp theo mọi người em có số lượng là cái ly ở đây ha mọi người, ly có quai tính Thái này, Thái Lan, có đường kính này là 7.5 cm, chiều cao là 8.5.
Đây bán lên giá là 35.000 một ly này, mã là 357 nhá. 357. Ly chiếc lá số lượng có 2 cái nha mọi người, 2 cái lá phong nhiều màu sắc đỏ xanh xanh lâu này. Men rạn này cả nhà, men rạn. Rồi có đường kính này là 7 cm. Chiều cao này là 6.5 cm. Rồi các anh em bán với đơn giá mọi người, đơn giá này là 55.000 một cặp này nhá. 55.000 một cặp 2 ly này, mã là 552 này, 552. Mạng yếu thì chị Ngân. Rồi chị Thắng Nguyễn Anh, ni xanh tròn có hình hoa làm cái thu trắng, ni xanh tròn rồi, ok. Hỏi đi xung quanh nha mọi người, xung quanh. Rồi dưới đáy bên trong, bên trong rất đẹp này. Đường kính này là 5.5 cm, chiều cao 7 cm. Đơn giá này, đơn giá 22.000 một ly, mã là 223 nha. 223, màu rất đẹp luôn này. Chốt đơn chị Trang Trần 552. Rồi cái ni này nó tham mọi người, xanh xanh. Mọi người xung quanh dưới có chuyện này. Đường kính này là 6 cm, chiều cao là 8.5. Đơn giá 25.000, mã là 251 nha. 251. Rồi em có ly này ha mọi người, gốm mộc này, có chuyện nha mọi người, có chuyện. Xanh xanh vàng vàng, xanh xanh trắng trắng hồng hồng này. Bên trong cũng rất đẹp ha. Có đường kính này là 6.5 cm, chiều cao là 7.5 cm. Chốt đơn chị Thắm Nguyễn 223. Rồi chị gốm đậu comment sau nha, 552 của chị Trang Trần. Rồi để các em bán đơn giá 25.000 một cái, mã là 257 nha. 257. Rồi em có cái đĩa này ha cả nhà. Đĩa sâu lòng này hình lá phong màu hồng ha. Dưới đáy của hãng Tachikichi cả nhà, Tachikichi. Có đường kính này là 19.7 cm, chiều cao là 4 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá này, đơn giá này là rồi 45.000 một đĩa cả nhà, 45.000 một đĩa của hãng Tachikichi Corp, mã là 451 này, 451. Rồi số lượng em có cái ly có quai màu xanh xanh lá mạ này mọi người, không có họa, không có chuyện, không có họa tiết gì hết. Thì cái này là 8 cm, chiều cao là 9.2 cm. Em bán này với đơn giá là 40.000 một cái, mà là 40408 nhá. 408. Rồi em có số lượng là cái màu xanh có miệng rót này, có chuyện dưới ha mọi người, có đường kính này. Cái này là 10.2 cm, chiều cao là 4 cm. Đơn giá 15k, mã là 159 nhé. 159. Rồi đây có số lượng là cái mặt hình này. Dưới đáy ha mọi người, cái này có chuyện này, có đường kính này là 15.7 cm, chiều cao là 2 cm. Rồi cái này ha mọi người, cái đĩa này cũng là đĩa chịu nhiệt nha. Chịu nhiệt để trong lò nữa rồi ha. Rồi các em bán với đơn giá là 20.000 một ly, à đĩa này mã là 2023 nha, 2023, số lượng em có một cái. Rồi cái này ly năm 1998, năm con hổ mọi người, một năm con hổ 1998 này, 12 tháng, ly nhỏ nhỏ. Rồi cái này là 6 cm, chiều cao là 8.2 cm, 1998, đơn giá 30.000, mã là 308 nha, 308. Rồi số lượng là cái này nha mọi người, cái này có nắp này. Họa tiết xung quanh có hai quay cầm nha, hai quay cầm. Rồi có đường kính thì cái này là 10 cm, chiều cao 5.5. Có quay cầm em bán đơn giá là 45.000, mã là 451 này. 451. Chốt đơn chị Trang Trần 308. Rồi tiếp theo mọi người. Rồi chị Hải Yến xem đĩa cảnh to họa tiết quả trước mặt nhé. Rồi đĩa cảnh này, cảnh cành quả lựu ha mọi người, có 3 quả, 2 quả đỏ, 1 quả vàng, lá xanh, cành xanh. Rồi có chữ có chuyện đây ha mọi người, chuyện đỏ, có đường kính này là 23 cm, chiều cao là 3.8 cm, đĩa sâu lòng nha cả nhà. Rồi đĩa này em bán với đơn giá này, dưới đấy ha mọi người. Rồi cái này viền màu xám, màu trắng này. Rồi em bán đơn giá là 55.000 một đĩa, mã là 556 nha, 556. Rồi xin chào anh,
Xin chào anh Chí Lương Minh này. Thế mọi người em có số lượng là hai cái ly này ha mọi người, hai ly họ để xung quanh rất là đẹp màu mọi người. Rồi có đường kính này. Đường kính này là 7 cm, chiều cao này là 5.5 cm. Rồi em bán đơn giá là 35.000 một cặp này nha, 35k mà là 352 cả nhà, 352. Trước đây nó chị Đường Thuận 556. Rồi chị Hải Yến comment sau nha. Rồi em có một cái đĩa hạt xoài này mọi người, hạt xoài to. Có hình hai bông hoa mọi người, chốt đơn chị Iris Nu 352. Dạ đúng rồi nha, 556 máy của em, chấp nhận chị Đường Thuận trước này, rồi chị Hải Yến comment sau nha. Rồi cái này chiều dài là 41 cm, chiều ngang này là 30.5 cm mọi người. Rồi đĩa hạt xoài này rất là to và nặng nha cả nhà ơi. Cái này dưới đáy này của hãng Nitorozo RC 200k một đĩa mọi người. Rất nặng luôn, rất là nặng, một tay cầm mỏi tay luôn. 200.000 mã là 201 nha. Rồi tiếp theo mọi người đem có số lượng này. Rồi đây có số lượng là 5 cái này nha mọi người. 5 cái đĩa hình quạt này. Ở đây xung quanh dễ có chuyện nha. Rồi cái này mọi người, cái này chiều dài là 17.2 cm, giống hình quạt ha mọi người, hình quạt này. Rồi chị Thắm Nguyễn Anh ơi, hai chén caro có nắp xanh chân cao đấy. Rồi ok em thấy rồi nha. Rồi các em, cái này ở cái viền nó hơi bị bạc bạc lại xíu này. Bạc xíu ha. Rồi cái nào cũng bạc bạc một chút xíu, không bạc nhiều đâu. Như này ha mọi người. Rồi em bán giá xeo xeo nhẹ nhẹ xuống. Rồi 60.000 một cái nha, 60.000 một cái. Số lượng em có 5 cái mã 605 nha, 605 dưới đáy này. Có chuyện nha cả nhà, gốm mộc. Chị Iris Nu coi lại là 352. Rồi chị đợi xíu. Chốt đơn chị, chốt đơn cho anh Hoài Phúc Nguyễn mã 605 2 cái. Rồi ok anh Hoài Phúc Nguyễn này. Rồi 352 chị Iris rồi. 352 2 ly này, không có chuyện nha. Ly rất đẹp màu ha, cái xung quanh full luôn. Rồi theo mọi người đây có số lượng là đĩa này ha, cũng rất là đẹp này. Rồi đĩa này của hãng Momoyama. Có đường kính này là 14.5 cm. Rồi số lượng có 5 cái. Em bán đơn giá là 20.000 một cái này, 20.000. Rồi bớt 10.000, bớt 15.000 luôn đi. 85.000 năm cái đĩa nha, 85.000 mã 855 này, 855. Mấy giờ like lại bạn cũng tùy chị ơi, tùy. Chị bảy chị để chế độ theo dõi đi chị. Khi nào mà có livestream là nó tự động thông báo về máy luôn á. Rất là tiện lợi luôn mọi người ạ. Rồi số lượng em có hai cái này nha mọi người, hai cái hũ có nắp dưới có chuyện này. Được cái này là 8.2 cm. Chiều cao là 6 cm mọi người. Số lượng em có 2 cái. Rồi em bán đơn giá này, đơn giá là rồi 40.000 một cái nha cả nhà, 40.000 mã là 402, 402. Tiếp theo mọi người em có số lượng là gì nhỉ? Rồi cái đĩa này ha mọi người, đĩa này. Rồi cái này có đường kính này là 26.5 cm, dưới đáy này có chuyện ha mọi người. Chốt đơn cho chị Thắm Nguyễn 4022 cái, ok chị. Rồi cái này em bán với đơn giá là 55.000 một đĩa, 55.000 họ tiết nổi ha, 55k mà là 551 này. Rồi chị Thắm Nguyễn ơi, chị inbox riêng vào shop em để chiều em chốt hàng cho chị luôn nha.
Rồi em có cái ly màu hồng có chữ màu xanh mọi người, số lượng có 1, đường kính này là 5.5 cm, chiều cao là 7.2 cm. Rồi cái này em bán đơn giá là 20.000 một ly, mã là 201 nha, 201. Rồi em có số lượng là hai cái bát này ha mọi người, hai cái bát ăn cơm, họa tiết xung quanh hình con thỏ này, thỏ đỏ, thỏ hồng này. Rồi ok chị Thám Nguyễn nha. Rồi được cái này là 11 cm, chiều cao này là 5.2 cm. Rồi em bán cái bát này với đơn giá là 30.000 một bát này, 30k, ba con thỏ này cả nhà, ba con thỏ 30.000 một bát. Mã là 302, 302. Xin chào chị Hoàng Diệu nha. Rồi em có số lượng là 2 ly chân cao này, 2 ly chân cao, hình cái lá và hình con ong dưới đáy này, Mr. Donut. Có đường kính này là 7.2 cm, chiều cao là 10.5 cm. Rồi một cặp ly này em bán đơn giá là 75.000 cặp nha, 75.000 một cặp 2 ly này, mã là 752, 752. Rồi em có số lượng là cái ly này ha mọi người. Ly này đi, ly này cũng khá là đẹp này. Hoa đế xung quanh, dưới đáy, bên trong ha. Có đường kính này là 6.5 cm, chiều cao là 8.5. Em bán ly này với đơn giá là 25.000 một ly. 25.000 khá là to ha mọi người. 25. Mã là 251 cả nhà, 251. Rồi em có số lượng là một cái à hai cái màu đỏ, họa tiết xanh xanh hình con cua con cá mọi người, con cua cá dế có chuyện, đường kính này là 7.5 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá là 20.000 một cái, mã là 202 nha, 202. Tiếp đó em có số lượng này, rồi số lượng là 5 cái đĩa này ha mọi người, 5 đĩa này dưới đáy này gốm mộc ha mọi người, đường kính này là 14 cm, chốt đơn chị Đường Thuận 202. Rồi em bán này với đơn giá là 20.000 một cái, 20.000 số lượng 5 cái này, 100 bớt 10.000, 90.000 5 cái, 90.000 5 cái, mã 905 nha, 905. Rồi em có số lượng là 2 đĩa này nha cả nhà, 2 đĩa này họa tiết khá là xưa mọi người, nhiều màu sắc này, họa tiết xưa, họa tiết xưa nha, dưới đáy có chuyện. Họa tiết xưa này có đường kính. Cái này là 24 cm, chiều cao này là 3.5 cm mọi người. Cái này em bán với đơn giá này, rồi 90.000 một đĩa, 90.000 một đĩa xưa này ha mọi người. Màu sắc rất là đẹp luôn, màu sắc đẹp, họa tiết xưa, 90.000 một cái, mã 902 nha, 902. Dưới đáy có chuyện ha cả nhà, 902. Rồi cái thuyền này mọi người, đây xung quanh dưới có chuyện này, chiều dài là 26.7 cm, chiều ngang là 12 cm, đơn giá 45k, mã là 455 nha, 455. Rồi cái đĩa này ha mọi người, cũng là đẹp luôn, họa tiết xung quanh này. Rồi cái này đĩa chịu nhiệt tốt ha mọi người, để trong oven được này, máy rửa bát nó nướng được ha. Đường kính thì là 27 cm, số lượng em có 1. À xin lỗi, số lượng em có 9 cái. 9 cái nha cả nhà. Rồi em bán với đơn giá 90.000 một cái, 90.000. Số lượng có 9 cái, mã 909 nha, 909. Thỏ Nhật hay thỏ Anh vậy? Thỏ nào ta? Thỏ Nhật. Thôi thỏ Việt Nam đi, thỏ đang ở Việt Nam mọi người. Rồi con sóc ha mọi người, sóc. Thỏ chưa thấy. Rồi, đĩa sâu lòng ha dưới này. Này có đường kính này là 22.7 cm. Số lượng em có 2 cái. Chiều cao này là 3 cm, em bán với đơn giá này. Rồi 55.000 một đĩa nha, 55.000 một đĩa. Mã 552 cả nhà, 552.
Số lượng có 4 cái này luôn ha mọi người, 4 cái này. Hoa đấy xung quanh hoa rất nhiều này. Vành cũng có hoa, dưới đáy cũng có hoa tiết như vừa nãy luôn. Có đường kính này là 20.5 cm, nhỏ hơn một xíu. Rồi cái này em bán với đơn giá là 40.000 một cái này. 40.000, số lượng có 4 cái mà là 404 nha. 404. Rồi em có hai cái lê hình con chim bay nha mọi người, chim bay. Dưới đáy có chuyện này. Rồi này đường kính này là 9 cm, đơn giá 15.000 một cái mã 152 nha. 152. Thỏ hướng 12 giờ kém em không thấy nha chị Trang Trần ơi. Thế sao mọi người em có số lượng là cái ly chân cao này, ly chân cao. Họ đi xung quanh dưới đáy có chuyện nha mọi người, cái này của hãng Oshima nha, Oshima. Rồi con thỏ đây nha. Đây thỏ này, họ đi xung quanh thỏ này, thỏ đại gia đình ha. Rồi chữ Nhật mọi người, chữ Nhật. Rồi chữ Nhật và có chữ tiếng Anh luôn. Đường kính này là 12.5 cm, chiều cao này là 7.5 cm nha. Hình con thỏ Rabbit Story. Rồi dưới đáy chữ Nhật luôn. Rồi các em bán với đơn giá mọi người. Rồi đơn giá này là 45.000 một cái. 45k là 451 nha. 451. Rồi em có số lượng là cái ni này một cái này, chân cao dưới có chuyện, đơn giá là 35.000 mà là 351 nha. 351. Tiếp đó em có số lượng là cái này ha mọi người. Họa tiết trắng này. Hoa trắng này. Bằng sứ ha, dưới thì hơi gồm gồm một xíu. Lối này đường kính này là 11.5 cm. Chiều cao là 6.5 cm, có đơn giá là 60.000 một cái này. À số lượng 4 cái mọi người, 4 cái rồi em sale nhẹ xuống còn 50.000 à. À không, xin lỗi nha, không sale được. 60.000 một cái nha, 60.000. Tính xe mà xe không được mọi người ha, 60.000 một cái, số lượng có 4 cái, mã 604 nha. 604. Chốt đơn là chị Trang à, chị Thắm Nguyễn 351. Rồi chị Oanh Nguyễn comment sau nha. Rồi mọi người, cái này ha mọi người, cái bắp hình lên lưới này đường chiều dài là 12.5, chiều ngang này là 11.5. Chiều cao là 3.2, em bán này với đơn giá này. Rồi đơn giá là 20.000 một cái nha, 20.000 mã 201 cả nhà, 201. Rồi mọi người cái ly này tiếp ha, ly chân cao này. Họ đi xung quanh, men lam dưới đáy không à, có chuyện nha. Rồi cái này đường kính này là 6.5 cm, chiều cao này là 9.5, em bán đơn giá 38.000. 38k mã 381 nha, 381. Rồi đĩa này, đĩa men lam sứ mọi người, các chú tiểu ha, viền cũng xanh luôn, dưới đáy có chuyện luôn ha mọi người. Có đường kính này là 10, đường kính là 21.5 cm. Rồi em bán này với đơn giá 45.000 một đĩa cả nhà, 45k mã là 455 nha, 455. Cho đơn chị Đường Thuận 381. À xin lỗi nha. 381 cho chị Thắm Nguyễn này. Rồi chị Đường Thuận comment sau nha, em nhìn lộn. Tại 38 với 35 nhìn nó sát nhau quá, nhìn lộn ha. Rồi chốt đơn cho chị Đường à chị Thắm Nguyễn 381, chị Đường Thuận comment sau rồi. Rồi đây có số lượng là 3 cái hình vuông này. Nhiều màu sắc các bạn nha, nhiều màu sắc. 3 cái hình vuông họ đây xung quanh. Dưới đáy này có chuyện hay cả nhà. Rồi cái này có chiều dài các cạnh này là 10, chiều dài cạnh là 8 cm, chiều cao này là 4.5 cm nha. Rồi cái này mọi người em bán với đơn giá là chỉ có 35.000 một cái thôi, 35k, mã là 353 nha, 353. Rất đẹp mọi người, có chuyện luôn, 353. Rồi em có số lượng là cái đĩa men lam mọi người, họ đi xung quanh này, dưới đáy này.
Rồi đường kính này là 20.5 cm. Chiều cao là 3.5 em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá đĩa này là 40.000, mã là 407 nha, 407. Rồi số lượng em có 3 cái đĩa này ha mọi người. À 3 cái tô này, cho là tô đi. Có họa tiết hoa đỏ chim rồi lá xanh mọi người ha, xung quanh dưới đáy có triện, hai triện luôn. Rồi chân khá là cao, có chiều dài. Chiều dài là 18.5, chiều ngang là 12.5. Chiều cao là 6 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Rồi cái này em bán với đơn giá là 80.000 một cái nha, 80.000. Số lượng có 3 cái, mã 803 nha, 803. Rồi có số lượng là 2 cái này nha mọi người. Họa tiết xung quanh, men lam dưới có triện. Phí ship ở quận 9 bao nhiêu anh ơi? Rồi phí ship ở quận 9 là 40.000 nha chị. Nếu mà chị đơn của chị, đơn hàng của chị mà trên 1 triệu thì bên em hỗ trợ 50% phí ship nha. 2 triệu là 2 triệu, trên 2 triệu là free ship luôn nha mọi người. Rồi đường kính này là 16 cm. Rồi các anh em bán với đơn giá là 30.000 một cái. 30k, hai cái loại tích khác nhau nha. Rồi 55.000 hai cái luôn. 55.000 hai cái, mã 552 cả nhà. 552. Rồi em có số lượng là 3 cái này mọi người, hình vuông này, hình vuông gốm mộc men rạn nha. Men rạn rất là đẹp này mọi người, rất là đẹp luôn. Dưới đáy này cũng men rạn ha, gốm mộc. Rồi cái này chiều dài các cạnh này là 13.5 cm, chiều cao góc là 4.5, sang em bán với đơn giá. Trước đây nó chị Thắm Nguyễn 552 rồi, ok chị 552 hai cái đĩa. Hai đĩa men lam. Rồi các em bán với đơn giá là 40.000 một cái nha mọi người, 40.000. Men rạn màu xanh lam nhạt này, bên trong đậm đậm ha. 40.000, số lượng có 3 cái mà 403 này, 403. Rồi 552 nha, 552 này, cả hai đĩa này. Rồi có số lượng là cái này ha mọi người, có 2 cái họa tiết xung quanh, dưới có triện men lam sứ này, dưới đáy ha. Rồi cái này đường kính này là 9 cm, chiều cao là 5 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá là 45.000 một cái này. 45k, mã là 452 nha, 452, số lượng 2 cái. Rồi cho nên chị Thắm Nguyễn 452 rồi, ok chị. Rồi cái này ha, đường kính này là 12.5 cm, chiều cao là 8 cm cả nhà, 8 cm. Họ đấy xung quanh nha, xung quanh. Rồi cái này em bán về đơn giá này. Rồi cái này em bán về đơn giá là. Rồi này bị sứt một xíu nha. Bị sứt rồi. Rồi em tặng món đẹp nha mọi người, món đẹp to mà đẹp này. Rồi tặng cho ai chia sẻ bài livestream này em tặng cái bát này luôn nha. Nó chỉ bị sứt một chút xíu đây thôi, không đáng kể ha, vẫn còn giá trị. Thôi em tặng nha mọi người, chia sẻ bài livestream em tặng cái này ha. Lên đĩa hoa cạnh bàn xoay ngơi rồi, ok chị Hải Yến. Số lượng em có 4 cái này, 4 cái họa tiết xung quanh, hoa vàng, hoa hồng, lá xanh. Rồi 3 bông hoa, một cái lụ hoa ha. Dưới đáy, cái này men tiêu mọi người, men tiêu nên chấm chấm này. Rồi chị Iris Nu đã chia sẻ rồi, tặng chị Iris Nu nha. Tặng chị Iris Nu. Rồi chị Đường Thuận chia sẻ sau rồi ha. Tí nữa em có quà để chị chấm đi. Chị chấm cái ha. Đây cái là 21 cm. Rồi số lượng em có 4 cái ở nhà, em bán với đơn giá là 50.000. Cái đĩa này đĩa chịu nhiệt tốt ha, của hãng Noritake. Rồi để trong lò nướng được. 50.000 một cái, mã 504 nha. 504. Chúc ơn chị Hải Yến 504 rồi, ok chị Hải Yến.
Tiếp theo mọi người, số lượng em có 4 cái đĩa này ha mọi người, 4 đĩa này. Họ đây xung quanh dưới này, Sango này, Made in Japan ha. Có chiều dài là 17, chiều ngang này là 15.7 cm. Rồi em bán này với đơn giá nha, đơn giá là 20.000 một đĩa. 20k mắt là 204 nha, 204. Rồi là cái chuông gió đấy cả nhà, chuông gió. Hôm nay Sài Gòn mùa đông rồi, gió cũng mạnh. Mọi người treo trước nhà để kêu cho êm tai ha mọi người. Rồi đơn giá 50.000 một cái mà 501 này cả nhà. 501. Tiếp theo đem có số lượng. Rồi cái đĩa này ha mọi người. Hình vuông này. Hình vuông mặt trước mặt sau có chuyện dưới. Có chiều dài các cạnh này là 19.2 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 45.000 một đĩa này. Mã là 457 nha, 457. Rồi em có số lượng là 5 cái đĩa này ha mọi người. Cái đĩa Notley này. Notley có họa tiết hoa màu xanh lá, rồi họa tiết hoa màu tím này, rồi màu hồng nhị vàng ha. Rồi màu vàng nhị vàng chói lọi luôn, rồi màu xanh lam ha mọi người. Rất đẹp ha, chấm chấm trắng trắng, nền nằm nền này rất nổi màu luôn. Có chiều dài là 11.7, chiều ngang là 9.7 cm. Rồi 5 màu khác nhau, em bán lẻ luôn ha. Rồi Notley này dưới màu đen nha cả nhà, màu đen. Rồi em bán với đơn giá là 30.000 một cái. 30k. Mã 305 nha, 305 có bán lẻ nha. Một cái cũng bán. Rồi cái đĩa mọi người ha, có rất là nhiều trái cây xung quanh viền này. Trái cây xung quanh viền dưới đáy ha, Made in Italy này. Italy. Rồi cái này có đường kính này là 25.5 cm. Rồi trong lòng đĩa nó hơi để nhiều đồ lên nó hơi bị sức sương một xíu, em xem nhẹ nhẹ xuống nha. Italy này em bán với đơn giá này. Rồi 70.000 một cái, 70.000 sao xuống còn 60.000 nha. 60.000 đĩa này mã là 605, 605. Rồi đây có số lượng là 4 cái chén chấm này mọi người. Họa tiết xung quanh nha, xung quanh dưới đáy này. Này có đường kính này là 8 cm, chiều cao là 3.5 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá này là 20.000 một cái, sao xuống còn 18.000 một cái đi. Họa tiết đỏ rất đẹp nè mọi người. 18.000 một cái, mã là 184 nha. 184. Rồi số lượng có 3 cái này nha mọi người, có 3 cái này. Họ đây xung quanh nha cả nhà, men lam dưới đáy có chuyện này. Rồi cái này em bán được kính này là 14.2 cm, bán với đơn giá 20.000. Rồi mã 203 cả nhà nha, 203. Rồi em có số lượng cái ly này, họ đây xung quanh ly dưới đáy có chuyện. Rồi cái ly này khá đẹp, đường kính là 6.5, chiều cao 8 sang, đơn giá là 20.000 một cái, mã 201 nha, 201. Rồi cái tô thủy tinh mọi người, tô thủy tinh có họa tiết ở hồng hồng bên trong lòng này. Đường kính này là 23 cm, chiều cao là 6.5 cm nha. Rồi em bán cái thủy tinh này với đơn giá này. Rồi cho đơn chị Đường Thuận 203. Chị Đường Thuận ơi, 203 số lượng em có 5 cái nha, mới lòi thêm 2 cái này. Chị có lấy thêm không? 203, 5 cái nha, 20.000 một cái. Men lam nha chị Đường Thuận ơi. Rồi cái này em bán thủy tinh này với đơn giá này. Rồi 100.000 một cái nha, 100.000, mã là 101 này, 101. Rồi chị Đường Thuận lấy 5 cái luôn. Rồi em có một cái này ha, mọi người cũng khá là xịn sò này. Cái này ha cả nhà, cái này có 5 cái, có nắp đậy luôn này, có nắp đậy. Mọi người mua 5 cái đĩa em tặng cái giỏ luôn. Cái giỏ cũng rất là xịn.
Bạn thấy xung quanh cả nhà, xung quanh cái đĩa này, gấu này, nhà gấu, rồi bộ trà, rồi dưới đáy không chuyện mọi người, rồi có đường kính này là 20.5 cm, rồi có chiều cao là 3.5 cm mọi người. Rồi cái đĩa này em bán đơn giá là 60.000 một đĩa nha, 60.000 một đĩa. Số lượng em có 5 đĩa, em bán là 605. Mọi người mua lấy hết 5 đĩa, em tặng cái giữ đây luôn ha mọi người. Cái gì ta? Đây gọi là gì? Cái giỏ mây ha mọi người, cái giỏ mây. Rồi vậy đi, 605 nha cả nhà. Rồi em có số lượng là đĩa này ha mọi người, số lượng có 1 2 3 4 5 5 cái này. Hoa đế xung quanh nha, xung quanh hoa màu xanh. Rồi dưới đáy này của hôi da mọi người, hôi da. Rồi đĩa này có đường kính này. Đường kính này là 23.2 cm, số lượng em bán với đơn giá. Số lượng 5 cái đơn giá là 50.000 một đĩa. 50.000 nha, 50.000. Rồi mã là 505 nha cả nhà, 505. Rồi số lượng cái này ha mọi người, có một cái này màu đỏ chói lọi luôn ha, cái nắp đỏ này. Rồi có đường kính này là 15.2 cm, chiều cao 7 cm, em bán với đơn giá là 80.000 nha. 80.000 cái tô có nắp này, chân cao luôn này, không chuyện. 80.000 mã 801 này, 801. Rồi đem có số lượng là 4 cái này nha mọi người, hình chữ nhật này, có họa tiết men lam xứ cảnh ha, cảnh có núi này. Rồi có này ha, có cây, có nước, chiều dài là 14.5 cm, chiều ngang là 9.5 cm. Em bán này với đơn giá. Rồi 25.000 một cái cả nhà. Này mã 251, số lượng một cái mã 251. Rồi số lượng có 3 cái này nha cả nhà, 3 cái. Cái này họa tiết khá là xưa. Họa tiết xưa như này ha mọi người, dưới đáy này. Xưa có chiều dài. Chiều dài là 15 xăng, chiều ngang này là 10, chiều ngang là 10 xăng nha cả nhà. Rồi cái này em bán đơn giá là 28.000 một cái, 28k mã 283 nha. 283. Tiếp theo mọi người, em có số lượng là hai đĩa này nha cả nhà, hai đĩa này, một đĩa xung quanh dưới có chuyện này. Rồi cái này đường kính này là 20.5 cm, chiều cao này là 3.5 cm. Rồi em bán đây với đơn giá là 35.000 một đĩa nha cả nhà, 35k. Mọi người comment cho em mã 352 nha, 352. Rồi mọi người ơi, mọi người tập trung lại đây hết này mọi người ơi, tặng quà giá trị nhất này. Mà nó bị sứt một chút xíu này, sứt xíu cái tô có nắp ha cả nhà, tô có nắp em tặng nha. Mọi người chia sẻ bài livestream, comment chấm một phát đi, em tặng cái này luôn này. Tặng cái luôn này. Ai có quà rồi thì không tính nha. Cái này mới phát hiện nó bị sứt, em tặng luôn này. Rồi chị Đường Thuận chấm nhanh quá chứ gọn lẹ luôn này, tặng chị luôn nha. Rồi em có số lượng là cái này ha mọi người, 1, 2, 3, 4, 4 cái thủy tinh. Màu sắc rất là đẹp, trắng trắng, rồi hồng hồng, vàng vàng như này ha mọi người. Sự kết hợp màu rất là tinh tế. Đường kính này là 13.5 cm, em bán với đơn giá 35.000 một cái. Số lượng em có 4 cái mã 354 nha, 354. Rồi em có số lượng là có 4 cái bát ăn cơm bằng gỗ ha mọi người, bằng gỗ này. Số lượng em có 4 cái. Rồi em bán đơn giá là 15.000 một cái nha, 15.000. Có đường kính này, cái này là 11.5 cm, cái này nhỏ hơn được cái là 10.5, vẫn 15.000 một cái nha. Mã là 154 rồi nha, 154. Thấy quả sáng mắt. Rồi em có 3 cái tô họa tiết men lam xứ mọi người. Men lam xứ cây bonsai này, xung quanh là cảnh nha, ở bên ngoài cũng là cảnh này.
cảnh luôn. Dưới đáy này, chuyện ha mọi người. Có đường kính này là 15cm, chiều cao này là 7.5cm. Tụi em bán này với đơn giá này. Rồi 60.000 một tô nha, 60k. 60.000 tô này mã là 603 cả nhà, 603. Rồi số lượng có hai đĩa này nha mọi người, men nam khá là đậm, dưới đáy này có chữ chuyện, đường kính này là 16cm, số lượng hai cái nha, hai cái họa tiết khác nhau. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá là 55.000 hai cái đĩa này. 55.000 hai cái mà 554 nha. 554. Rồi cái ly có chữ vàng vàng này. Màu xanh nha mọi người, này càng ở dưới là xanh nhạt, càng lên trên cao là xanh đậm ha. Có chuyện này. Đường kính là 6cm, chiều cao là 10cm. Em bán ly này với đơn giá là 35.000 một ly, có chuyện ha cả nhà, 35k. Mã là 351 này, 351. Rồi xanh coban cái ly mọi người, ly xanh coban, không có chuyện gì hết. Rồi bán rẻ cho mọi người luôn, được cái này là 9.5cm, chiều cao này là 5.5, em bán với đơn giá 20.000, mã 203 nha, 203. Rồi em có số lượng là 3 cái ly này, 3 cái ly hồng hồng trắng trắng, mặt cái ly, bên trong ly là hình bung hoa đào nha mọi người, 5 cánh luôn này, xịn sò luôn, viền rất là đẹp này mọi người. Dưới đáy ha, chuyện có đường kính này là 7.5cm, chiều cao 8.5, em bán với đơn giá 30.000 một ly nha cả nhà ơi, 30.000. Ly kiểu rất đẹp mà, 30.000 một cái mà, 303 nha, 303. Chốt đơn chị Trịnh Ngân 351. Chốt đơn đó chị Trịnh Ngân 203 luôn. Rồi em có số lượng là 5 cái bát này ha mọi người, 5 bát nhỏ nhỏ đấy xung quanh này. Rồi cái này em bán rẻ cho mọi người luôn, đường kính này là 8.5cm, chiều cao là 4.5 nha, em bán ly này với bát này với đơn giá này. Rồi 15.000 một cái thôi cả nhà, 15.000 một cái bát này thôi, mã là 155 nha, 155. Rồi tiếp theo mọi người, em có số lượng là cái đĩa hình gấu Rilakkuma mọi người, khá là dễ thương, vàng vàng này, dưới đáy ha mọi người, Rilakkuma, có đường kính này là 18.7cm. Rồi em bán này với đơn giá là 30.000 một đĩa này nha, 30.000 đĩa Rilakkuma này, mã là 301. Rồi em có số lượng là 2 đĩa này ha mọi người, 2 đĩa có hoa màu đỏ bên trong lòng thì khá là đẹp này. Rồi cái này vòng tròn nó hơi bị bạc bạc khúc này một xíu nha. Rồi cái này đường kính này là 13cm. Rồi 20.000 một cái, cái này bạc bạc sao nhẹ nhẹ xuống này. Rồi bán hai cái luôn, 35.000 nha. 35.000 hai cái mà 352 cả nhà. 352. Rồi số lượng là cái cũng Rilakkuma này, đĩa này. Thì đấy ha mọi người, Rilakkuma Choshin, đường kính này là 16cm. Rồi cái này em bán với đơn giá là 20.000 một đĩa nha. 20.000 mã là 207 này, 207. Rồi số lượng là đĩa men lam xứ mọi người, dưới đáy này của Tachikichi nha, có đường kính này là 21cm, chiều cao này là 3.5cm. Chốt đơn chị Trịnh Ngân 207, rồi cái này em bán với đơn giá là 30.000 một đĩa men lam này, men lam xứ Tachikichi Ukop, mã là 303 nha, 303. Rồi em có số lượng là chồng đĩa này nha mọi người, tổng cộng là có 12 cái, có họa tiết hình, họa tiết chim cò bay này, màu xanh lam mọi người, hình vuông, có chiều dài các cạnh này là 11.5cm, đơn giá 18.000, mã là 182 nha, số lượng 12 cái. Rồi cái ly này mọi người ha, ly hoa này, họa tiết xung quanh men rạn nha, men rạn có chữ là dưới đáy. Rồi bên trong cái này có đường kính này, đường kính là 5.5cm, chiều cao là 8cm.
Rồi em bán với đơn giá là 25.000 một ly nha mọi người, 25k. Hoa màu vàng, hoa màu tím, mã là 252 này, 252. Rồi em có số lượng là 1 2 3 4 5 5 cái đĩa mọi người, đĩa có họa tiết hoa này, hoa năm cánh này dưới đáy ha của Tachikichi Corp luôn. Có đường kính này là 15.2 cm, đơn giá này. Rồi đơn giá là 25.000 một cái. 25k số lượng 5 cái là 125.000. Rồi bớt 5.000 nha, 120.000 5 cái luôn, mã là 125 cả nhà. Hãng Tachikichi Corp. Rồi tiếp theo mọi người là cái đĩa này. Đĩa hạt xoài ha, có viền là xanh coban này, khá là xinh, dưới đáy này có triện ha cả nhà. Rồi đĩa này em bán có đường kính chiều dài này. Rồi chiều dài là 30.5 cm, chiều ngang là 21 cm. Rồi đĩa viền xanh coban em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá này là 65.000 một đĩa mọi nhà ơi, 65k, mã là 651 nha. 651. Rồi có số lượng 5 cái gốm mộc mọi người, có hình con thỏ nha. Con thỏ và cỏ 4 lá này, cỏ 4 lá dưới đáy không có gì. Rồi có đường kính này là 16 cm, chiều cao là 3 cm. Rồi em bán này với đơn giá nha. Rồi cái này em bán với đơn giá là 35.000 một cái. 35k, số lượng có 5 cái, mã là 355 nha cả nhà. 355. Thế thôi mọi người, em có số lượng là một cái đĩa thủy tinh màu xanh có họa tiết hình ngôi sao biển này, vỏ sò, hải sản ha mọi người, sao biển, vỏ sò các kiểu, màu xanh xanh đậm này. Đấy, cái này là 33 cm, em bán cái đĩa này với đơn giá là 150.000 nha. 150k, mã là 151 cả nhà, 151. Rồi tiếp theo cả nhà ơi, tiếp theo có số lượng là hai cái hũ con nắp này ha. Ở đây xung quanh dưới có triện này, nắp này. Rồi cái này em bán với đường kính này là 8.7 cm, chiều cao này là 5.5 cm, có đơn giá. Đơn giá là 40.000 một cái nha, 40. Mã là 402 cả nhà, 402. Bánh trà, bình trà đi. Rồi bình trà này. Không có miệng, không có cái rót trà, lọc trà, không có lọc trà mọi người. Cho nên chị Iris Nu 402. Rồi chị Iris Nu ơi, cái này em mới phát hiện còn một cái này, chị có muốn lấy thêm không, là 3 cái đó, 40.000 cái luôn. Chị lấy ok thì em lấy cho chị 3 cái luôn nha. Rồi này có miệng này là 6.5 cm, chiều cao là 8.2 cm. Rồi em phát hiện là cái nắp này nó bị nứt rồi ha mọi người. Bị nứt rồi. Rồi em bán giá sale nha, giá sale. Rồi 150.000 em sale xuống còn 100k nha, 100.000. Mã là 101 cả nhà, 101. Rồi một set trà của hãng không phải ha mọi người, cái này là một cái đĩa và một cái ly riêng biệt ha. Em ghép vào cho, tại vì nó màu trắng, đường kính là 14 cm, đường kính ly là 9 cm. Rồi một set trà ngẫu nhiên này, ngẫu hứng này em bán với đơn giá. Rồi ok chị Iris Nu 402 3 cái. Rồi em bán đơn giá là 45.000 một set này nha mọi người, 45k, mã 451 này, 451. Rồi có số lượng là hai cái đĩa này ha mọi người, hai cái đĩa xanh xanh như này, viền màu vàng, có đường kính này là 15 cm, bán với đơn giá này 35.000 hai cái nha. 35.000 hai cái, mã 352 này, 352.
Rồi anh em có số lượng là rồi 1 2 3 3 cái này nha cả nhà, 3 cái xí đáy này. Rồi cái này có đường kính, đường kính này là 12 cm. Đơn giá 15.000 một cái, mã là 153 nha, 153. Chị Adinu, chị xem đĩa nhỏ dưới ba ly hoa tím. Rồi ok chị. Rồi đĩa nhỏ này ha mọi người. Có một chút về họa tiết Kutani này mọi người. Này họa tiết xưa ha, xưa. Dưới có chuyện. Có hình con chim hạc này. Chim hạc ha mọi người, chim cò hạc gì đó. Cò ha. Đường kính này là 11.7 cm, chiều cao là 2.5. Rồi cái này em bán với đơn giá là 30.000 một cái nha, 30.000. 30k, mã là 303 nha, 303. Cho nên chị Trịnh Ngân 153. Rồi cái ly gốm mộc hình họa tiết hoa này, cành hoa này. Rồi gốm mộc ha, đường kính này là 6 cm, siêu cao là 8.2 cm, em bán với đơn giá này 20.000 một cái, mã 201 nha, 201. Tiếp theo mọi người em có số lượng là cái thủy tinh này ha, thủy tinh này. Có họa tiết hoa này, hoa lá này, có hai quai cầm mọi người, hai quai cầm như này. Rồi cái này em có đường kính này là 23.5 cm, chiều cao này là 3.5. Rồi cái này em bán với đơn giá nha. Rồi cái này bán đơn giá là 80.000 một cái ở nhà, 80.000, có hai quai cầm, mã 805 nha, 805. Đế viền hoa dưới 2 mũi. Rồi cái đĩa ha mọi người, cái đĩa này 4 mấy chai dưới đáy ha mọi người, đường kính này là 15.7 cm. Đơn giá 18.000 một cái, mã 181 này. Cho đơn chị Alice 805. Rồi cái này đường kính này là 16, gần 16 cm, dưới có chuyện ha mọi người, của hãng Nikko. Nico số lượng em có 4 cái. Rồi em bán này với đơn giá này. Rồi 20.000 một đĩa, mã là 204 nha, 204. Rồi em có số lượng là 3 đĩa này ha mọi người, 3 đĩa hình vuông men rạn này, men rạn dưới đáy ha. Này có chiều dài cạnh là 11.5 cm, số lượng em có 3 cái. Rồi em bán này với đơn giá là 25.000 một đĩa nha, mã là 253 cả nhà, 253. Số đơn là chị Iris New 204 luôn. Rồi có số lượng là 2 cái này nha cả nhà, 2 cái này. Có ô dù này, ô dù dưới có chuyện. Rồi số lượng 2, có đường kính này là 8.5, chiều cao này là 6.2 cm. Số lượng 2 cái mọi người, cái này em bán với đơn giá này. Là 45.000 mọi nha mọi người, 45k một một cái, số lượng có 2 cái, mã là 452 nha. Đường kính nhiêu em, chị nghe không kịp. Đường kính này là 8.7. Rồi đường kính cái đĩa này ha, đường kính đĩa này là 15.7 cm nha, 15.7 cm. Rồi cái này có đường kính này là 8.7 cm nha mọi người. 45.000 một cái. Khá là to. Mã là 452 nha, 452. Rồi em có số lượng là 1, 2, 3, 4. Sáu cái đĩa mọi người, 6 đĩa cò bay này. Cò bay, gì đấy, có chuyện em mọi người, có đường kính này là 16 cm, nên giá 30.000 một cái, và 306 nha, 306.
Rồi mọi người, số lượng là hai đĩa này nha, hai đĩa hình con thiên nga này, thiên nga bơi hồ này, họa tiết rất là nổi ha mọi người, rồi cả thấy đầu của thiên nga luôn. Rồi dưới đáy ha mọi người, Saraja có đường kính này là 21.5 cm, số lượng em có hai đĩa em bán với đơn giá này, rồi 35.000 một đĩa thôi, 35k mà 352 nha cả nhà, 352. Rồi theo mọi người, số lượng là cái này ha mọi người, cái hũ có nắp này, họ đi xung quanh giấy có chuyện cho đơn chị đường thuận 352. Cái này là 8.5 cm này, chiều cao này là 5.8 cm, thì em bán đơn giá 50.000 một hũ. Rồi xin lỗi mọi người ha, 80.000 một cái ở nhà, 80.000 nha, mã là 808 ở nhà, 808. Rồi chị Đường Thuận ơi, để phát hiện là cái đĩa này có 352 á, có một cái nó bị sứt như này mọi người ha. Sứt này chị Đường Thuận ơi, sứt một chút xíu, em xeo xuống còn 25.000 này. 25.000 chị ok thì em để đĩa này cho chị luôn nha. 25.000. Rồi. Em phát hiện là cái này nó cũng bị nó bị hơi xước xước xíu đó chị. Tại đầu lên nó hơi bị xước xíu. Rồi em bán sale cả hai cái luôn này, em sale hai cái luôn cho mọi người ơi. Hai cái này 35.000 thôi. Cả hai cái đều 35.000 luôn. 35.000 một cặp, hai cái này mã là 352. À chị ok, chị ô đường thuận ok lấy thì comment ok nha. Rồi tiếp theo mọi người, em có số lượng là hai cái này nha, họ đi xung quanh này, dưới đáy này. Thì cái này là 14.2 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 35.000 hai cái và 352 nha, 352. À xin lỗi, đổi bán sang 354 nha, 354. Rồi cái đĩa này ha mọi người, đĩa của hãng Noritake này, Noritake. Có đường kính không ok. Ok chị. Đĩa kính này là 27 cm, số lượng em có một, hãng Noritake này. Đĩa này đĩa chịu nhiệt tốt ha mọi người, để trong microwave, nò nướng này. Noritake này em bán với đơn giá là 60.000 một đĩa, mã là 601 nha, 601. Rồi cái này cũng cả Noritake, cũng là đĩa chịu nhiệt luôn này mọi người, cũng 60.000 một cái luôn, mã 602. Đường kính bằng cái kia là 26.5 cm mọi người. Rồi cái này 60.000 một cái luôn, mã là 606 nha. À 602 chứ, 602 cả nhà nha, 602 Noritake. Rồi Noritake đĩa này mọi người. Noritake đĩa ở đây xung quanh này. Dưới đáy mọi người ha, Noritake. Có đường kính này là 26.5 cm. Nori này em bán đơn giá là 50.000 một đĩa nha. 50.000 mà 501 cả nhà, 501. Rồi số lượng có 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, họa tiết men lam sứ cảnh mọi người, sứ cảnh. Có họa tiết như này mọi người ha, dưới đáy này, sứ khá là xưa. Thì cái này là 10.5 cm, bán với đơn giá đây. Rồi 15.000 một cái nha, 15.000, số lượng em có 6 cái, mắt là 156 cả nhà. Men lam sứ cảnh, 156.
Rồi thêm mọi người em qua số lượng là cái đĩa này ha mọi người. Men lam số lượng có 5 cái, dưới đáy có chuyện. Có đường kính này là 16cm, bán đơn giá là 20.000 một cái nha. Mã 205 cả nhà. 205. Rồi số lượng đây em có 1, 2, 3 3 cái đĩa này nha cả nhà. Đĩa này men lam giới chuyện này. Đó, có 1 cái thôi, có 1 cái. Đường kính này là 16cm, đơn giá 25.000 một cái. Mã 251 nha. 251. Rồi số lượng có 2 đĩa này mọi người. Chứ mà sao đường kính này là 16cm, giới hơi dơ một xíu. Rồi bán giá là 20.000 một cái. Mã 202 này. 202. Rồi số lượng đây có một cái ấm hay quay mọi người ha. Ấm hay quay. Có đường kính này, đường miệng này là 5cm, chiều cao này là 8cm. Em bán với đơn giá, đơn giá này là 60.000 nha mọi người. 60k. Mã 605 nha. 605. Rồi số lượng em có 2 cái đĩa này nha cả nhà. 2 cái đĩa này, hoặc đĩa xung quanh này, dưới đáy này, có chuyện nha cả nhà ơi. Cái này có đường kính này là 15.5cm, số lượng có 2. Em bán với đơn giá, đơn giá là 20.000 một đĩa. Mã là 202 cả nhà nha. 202. Rồi em có số lượng là cái đĩa có hình mái nhà này mọi người. Đường kính này là 16cm, em bán với đơn giá 20.000, có chuyện ở dưới 20k. Mã 207 nhé. Rồi số lượng em có một cái bình rót này mọi người. Bình rót có miệng này. Này có miệng là 4 xăng, chiều cao này là 11.5 xăng. Rồi bình này em bán đơn giá 60.000 một bình. Men rạn nha cả nhà, có họa tiết cành hoa. 60k. Mã 609 nhé. Rồi số lượng em có cái bát có hai màu, màu xanh xanh và màu đen đen ha mọi người. Không chuyện. Bên trong cũng có màu ha. Đường kính này là 13cm, chiều cao là 6.5. Rồi em bán này với đơn giá này. Rồi 35.000 một bát. Mã 351 nha cả nhà. 351. Rồi em có số lượng là rồi cái đĩa men lam mọi người ha. Men lam sứ, họa tiết cành hoa này, dưới đáy này, có đường kính này là 24cm, chiều cao là 3.5cm mọi người. Cái này em bán với đơn giá 60.000 một cái. Mã 601 nha. 601. Rồi cái ly chân cao mọi người, có chuyện ở dưới. Số lượng em có 1, có đường kính này là 8cm, chiều cao là 10cm. Rồi cái này gốm mộc nha cả nhà, em bán với đơn giá là 45.000 một cái. Mã 459 nha. 459. Rồi cái này ha, cái gốm mộc rất là lạ mọi người, hình hoa ba cánh này. Có chuyện ở dưới nha cả nhà, có chuyện. Này có đường kính này là 11.5cm, chiều cao là 5.5. Rồi em bán đơn giá là 20.000 một cái thôi. 20.000. Mã là 203 cả nhà. 203. Rồi đây em có số lượng là 3 cái ly gốm mộc ha mọi người. Có họa tiết cành hoa màu vàng như này, 3 bông luôn. Ở đằng sau thì trắng trắng này, vàng vàng trước này. Đường kính này là 10cm, chiều cao là 6.5cm. Rồi cái này em bán với đơn giá là 25.000 một ly. Có họa tiết hoa. Mã là 253 nha. 253. Rồi em có số lượng là 2 cái đĩa này ha cả nhà. 2 đĩa men lam này, khá là xưa, dưới đáy họa tiết xung quanh. Rồi có đường kính này là 16.5cm. Em bán này với đơn giá là 30.000 một cái. Mã 302 nha. 302. Rồi số lượng có 1, 2, 2 cái đĩa này nha cả nhà. Dưới đáy này. Rồi có đường kính này là 18.5cm. Rồi này em bán đơn giá 40.000 một đĩa. Mã là 402 nha. 402. Rồi số lượng em có này. Rồi cái đĩa nhỏ này ha mọi người. Đĩa nhỏ này có họa tiết hoa, 3 màu sắc hoa luôn, như siêu nhân 3 anh em. Rồi đấy là 10.5cm, có họa tiết hoa hồng, hoa xanh, hoa vàng, hoa xanh. 10.000 một cái ở nhà. 10.000. Số lượng có 4 cái. Mã là rồi bớt cho mọi người ha, bớt mọi người. Rồi em bán 30.000 4 cái luôn. 30.000 4 cái. Mã 304 này. 304.
Rồi chốt đơn nha. À, nãy máy em bị chập mạng em, mọi người nhắn tin em bây giờ em mới thấy nha mọi người. Rồi chị Adit New chén chấm ngũ sắc ngay bàn xoay. Chén chấm ngũ sắc ngay bàn xoay rồi, ok chị. Rồi chốt đơn cho chị Đường Thuận 352 này. 352 chốt đơn cho chị Đường Thuận 402. Hai ly gì trên đĩa anh, rồi ok chị Phạm Ngọc Hà. Mọi người thông cảm nha, bây giờ máy mới nhận tin nhắn này. Nó chậm nha mọi người, rồi 4352 là cái gì nhỉ? À, chị Đường Thuận ơi, 352 là cái bát này đúng chị? Bát này đúng ta? 352 là cái gì vậy chị Đường Thuận ơi? Rồi lâu quá rồi không nhớ. Rồi 402 là gì luôn vậy chị Đường Thuận? Rồi này mọi người ha, số lượng có hai cái này. Họa tiết xung quanh này, có họa tiết hoa, có chim nha mọi người, chim này. Dưới đây có triện nha, ngũ sắc này, nhiều màu sắc luôn. Đường kính này là 8cm. Siêu cao này là 3.5. Rồi cái này em bán với đơn giá mọi người là 20.000 một cái, mã là 202 nha. 202. Rồi hai cái ly này, ba cốc mộc hoa đào, rồi ok chị. Rồi ba cốc mộc hoa đào 35, ba cốc mộc hoa đào là 25 mấy ta? 253 chị ơi, 253 em bán có 25.000 cái à. Rồi 253, ok chị Đường Thuận 253, rồi 402 là gì về chị Đường Thuận? Rồi hai mọi người cái này. Rồi mọi người ha, cái này ni em mới cập nhật giá này, ni này có triện ở dưới nha, có triện. Được cái này là 6.5cm, chiều cao là 5cm. Rồi cái này em bán về đơn giá là 30.000 một cái, ở nhà 30k, có triện 30.000 mới toanh thôi mọi người, bên trong màu trắng. Mã 302 cả nhà, 302. Không nhớ nổi luôn. Rồi để em nhớ dùng chị này. Nãy chị lấy hai cái đĩa này đúng không? Chị Đường Thuận 402 chị lấy này đúng không? Chốt đơn chị Phạm Ngọc Hà 302 rồi ok chị. Cái này 40.000 một cái này. Rồi mình tiếp theo mọi người ha. Đúng rồi, ok chị Đường Thuận nha. Tiếp theo mọi người em có số lượng là có hai đĩa này nhỏ nhỏ này, cũng đẹp, cũng giống mà nhỏ hơn xíu này. Lấy luôn đi chị Đường Thuận ơi, cái này có đơn giá chỉ có 25.000 một cái thôi. 25.000 này. Mã là 252 nha chị Đường Thuận, 252. Cũng giống mà nó hơi nhạt màu một xíu. Xung quanh từng dưới đáy thì giống mà ở trên thì nó hơi khác một xíu, dây leo leo như này ha mọi người. 25, mã 252 nha. Rồi cái tô mọi người, cái tô khá là to, trắng xoắn xoắn này. Rồi đường kính này là 15cm, siêu cao này là 9.5cm. Số lượng em có một cái, em bán đơn giá 60.000, mã là 605 nha, 605. Rồi em có số lượng là cái ly mộc hình con cá mọi người. Ni vị trí 3 giờ, ni vị trí 3 giờ. Dạ rồi ok chị, các ly vị trí 3 giờ đây. Rồi xả chị Adit New 352204 lên đĩa to hoa kiểu Âu đi. Rồi ok chị. Cái là 7cm, chiều cao là 7. Wow, may quá không sao. Rất nhẹ nhẹ. Rồi cái này ha mọi người. Em bán này với đơn giá là 20.000 một cái, mã 201 nha, 201.
Rồi ly con cá đấy mấy like này em bán với đơn giá là 32.000 một cái mà 322 nha. 322. Rồi số lượng có 4 cái này. 4 cái này lại rất không sao này. Gốm mộc ha mọi người, có chuyện dưới xung quanh họa tiết. Rồi cái này có đường kính này là 7 xăng, chiều cao là 5.2 xăng. Có đơn giá 15.000 một ly, mã là 154 nha. 154. Rồi em có số lượng là đĩa này, kiểu Âu này, kiểu Âu thì em không thấy. Mà thấy cái này cũng khá đẹp này, kiểu Nhật ha, Japan. Đế chịu nhiệt tốt ha mọi người, đế chịu nhiệt. Có đường kính này là, đường kính này là 27 cm, số lượng em có 9 cái nha. Em bán đơn giá là 90.000. 90k mã 909 này. 909. Đế chịu nhiệt. Rồi tiếp theo mọi người, số lượng là cái này ha. Đế men lam sứ Merry Christmas. Còn mấy tháng, mấy ngày thôi là Giáng sinh thôi mọi người. Cần tháng nữa, đường kính là 19.2 cm. Rồi em bán đơn giá là 30.000 một cái đĩa này nha mọi người, mã là 301 này. Rồi cái đĩa này ha mọi người, cái đĩa này hoa nhiều màu này, dưới đáy này không có gì. Rồi đường kính này là 26.5 cm. Rồi em bán đĩa này với đơn giá là 60.000 một đĩa nha, 60k mã 605 cả nhà, 605. Rồi em có số lượng là cái đĩa này ha mọi người, cái đĩa này gốm mộc khá là dày và nặng, đường kính này là 18.5 cm. Và em bán với đơn giá là 45.000 một đĩa, mã là 451 nha. 451. Chị Phạm Ngọc Hà, hai cái ly vị trí 3 giờ dưới cái đĩa ấy. Vị trí 3 giờ dưới cái đĩa. Cái này là 9 giờ, hướng này 9 giờ chị ơi. Ở bên 3 giờ, à đây, cái ly 3 giờ này. Rồi ly này, ly 3 giờ nha. Rồi cái này ha mọi người, cái ly này họa tiết xung quanh dưới đáy có chuyện thì cái này là 8 cm, chiều cao này là 9.5 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 30.000 một ly này ha mọi người, 30k mã 301 này, 301. Rồi ly gốm mộc họa tiết xung quanh, men rạn ở trên đầu ha mọi người. Có đường kính này là 8.5 cm, chiều cao này là 10.5. Em bán với đơn giá này là 40.000 một cái. Có chuyện ở dưới này ha mọi người, 40.000 mã 401 này, 401. Rồi số lượng này ha mọi người, số lượng em có 2, 4, 6, 7. Rồi có một cái bị nứt ha mọi người, số lượng có 2, 4, 6 cái nha cả nhà, 6 cái đĩa kiểu Âu này, tiếng Anh quá trời tiếng Anh luôn. Dưới đáy này, USA mọi người ha. Rồi đường kính này là, thì cái này là 26.5 cm. Rồi em bán đơn giá là 75.000 một đĩa nha, 75k. Số lượng em có 6 cái mà 756 này, 756. Rồi em có số lượng là cái đĩa màu hồng này đi, màu hồng. Mọi người thấy cái vành không? Cái vành này nó có màu trắng nó chạy xung quanh vòng tròn theo mấy đường luôn ha mọi người. Có đường kính này là 26.5 cm. Em bán này với đơn giá là 70.000 một cái, mã là 707 nha, 707. Rồi số lượng em có 3 đĩa này ha mọi người. Màu
Rồi ba đĩa này thì đều bị rạn men ha mọi người, bị rạn men có đường kính. Cái kính này là 26.5cm cũng họa tiết kiểu Âu luôn. Giống cái đĩa vừa nãy mà chỉ khác màu sắc thôi. Rồi em bán 70k sale xuống này, sale xuống à 75k, sale xuống còn 60.000 nhá. 60.000 mã 603 cả nhà, 603. Rồi em có số lượng là cái ly này ha mọi người, cái ly họa tiết xung quanh dưới đáy có chuyện này. Có đường kính này là 5.5cm, chiều cao là 8 cm, đơn giá là 20.000 một cái, mã 201. 201. Rồi hai cái ly có miệng rót nha cả nhà, hai ly có miệng rót. Có miệng này là 6.8 cm, chiều cao là 4.8 cm, em bán đơn giá là 20.000 một cái luôn, mã là 202 nha, 202. Rồi em có số lượng là 10 này có đường kính này là 13 cm, dưới đáy có chuyện, em bán đơn giá là 15.000 một đĩa, mã là 156 này, 156. Rồi có ba cái bát này nhỏ ha mọi người, ba bát dưới đáy có chuyện, đường kính này là 12.7 cm, chiều cao là 3.5. số lượng em có ba cái, em bán với đơn giá này, cái này hơi dơ một xíu nha, rồi em bán với đơn giá 20.000 một cái mọi người, mã là 203 nha, 203. Rồi em có số lượng làm hai cái đĩa men la mọi người. Hai đĩa men lam và đĩa xung quanh dưới đáy ha mọi người, khoảng Tachikichi. Rồi số lượng 2 có đường kính này là men lam xứ trùng nho mọi người ha, đường kính này là 26 cm, bán với đơn giá 60.000, mã 602 nha, 602. Rồi em có số lượng là cái bát hình con thỏ nè mọi người, bát con thỏ dưới có chuyện nè mọi người, chuyện về họa tiết. Cái kính này là 11 cm, chiều cao là 5.2 cm. Rồi em bán này với đơn giá nha, đơn giá ở đây là 20.000, mã là 201 201. Rồi cái đĩa này ha mọi người, hoạt hình này, về chàng hoàng tử Prince. Rồi đĩa hạt xoài có chiều dài này là 27, chiều ngang này là 22 cm. Rồi em bán này với đơn giá cả nhà, đơn giá đây là 55.000 một đĩa, mã 551 này, 551. Rồi em có số lượng là đĩa này ha mọi người, có chiều dài đĩa này là 18.7 cm, chiều ngang là 15.2. Rồi đĩa này em bán với đơn giá nha, đơn giá là 30.000 một đĩa, men lam xưa mọi người, mã là 303 cả nhà, 303. Và cái đĩa này ha mọi người, mặt trước mặt sau này dưới có chữ đỏ ha, có đường kính này là 24.5 cm, chiều cao là 2.5 cm nha, số lượng em có 1. Rồi em bán đơn giá 45.000 một đĩa, mà 451 nha, 451. Rồi số lượng em có cái ly mọi người, ly họa tiết men lam xứ cảnh này, họa tiết xung quanh dưới đây có chuyện ha mọi người, có đường kính này là 7.5 cm, chiều cao là 9 cm. Rồi em bán này với đơn giá nha, đơn giá này là 30.000 một cái, và 309 nha, 309. Rồi cái ly này ha mọi người, ly có họa tiết lá vàng hoa đỏ dưới có chuyện nha cả nhà. Rồi này đường kính này là 6 cm, chiều cao này là 8.9 cm, bán đơn giá 25.000 một ly, 25k, mã 251 nha, 251. Tiếp theo mọi người, em có số lượng là cái này này có nắp nhựa không mọi người, có nắp nhựa.
Rồi họa tiết xung quanh từ đáy có chuyện là mọi người có đường kính này. Đường kính này là 12 cm, chiều cao là 7.5. Em bán này với đơn giá là 40.000, 40k. Xe số còn 35.000, 351 nha, 351. Rồi em có số lượng là cái đĩa này nha cả nhà, cái đĩa hoạt đích xung quanh này, dưới đáy này. Rồi phát hiện nó hơi bị cái này trắng men chưa hết nha, trắng men chưa hết, nó có một cái vết như thế này. Rồi em xeo nhẹ xuống này, có đường kính đĩa này là 24.5 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 60k, xeo xuống còn 50.000 nha, bán 505 này, 505. Chị Alice lưu thố trắng 2 quai 4 giờ gần bàn xoay nấu được không em? Không nấu được nha chị ơi, mất nắp. Gốm mộc hả cả nhà, gốm mộc. Nếu mà nấu bé quá chắc nấu cũng chả được cái gì đâu. Được cái này là 12.5 cm, chiều cao là 4.5 cm nha. Rồi cái này em bán giá sale này, em bán giá sale xuống. Rồi giá sale nha mọi người, 25.000 một cái thôi, 25.000 mà 251 nha, 251. Rồi em có số lượng là 3 cái đĩa này nha cả nhà. Có họa tiết hoa hồng này, hoa màu hồng dưới có chuyện nha của mọi người. Rồi Yamato đường kính này là 23 cm, chiều cao là 3.5 cm nha. Rồi cái này em bán với đơn giá này 45.000 một đĩa mọi người, 45k. Số lượng có 3 cái mà 453 nha, 453. Rồi cái bình này ha mọi người, cái bình hoa. Bình mọi người có thể về cắm hoa này. Cắm hoa xịn rất xịn ha mọi người. Cái bình này bằng gốm mộc, hình vuông, có chiều dài cạnh này là 9 cm, chiều cao là 21 cm. Rồi chốt đơn chị Iris New 453 này. Lấy 3 cái luôn hay sao chị Iris ơi? Lấy 3 cái 453 luôn hay sao chị? Rồi cái này em bán với đơn giá. Rồi cái này em bán với đơn giá là 120.000 đấy cả nhà. 120, mã là 128 này, 128. Coi có mẻ gì không? Không mẻ nha chị ơi, không mẻ nha. Không chày, không chiếc, không bạc màu gì luôn. Ok. Mới ha. Rồi cái đĩa này chấm chấm xanh xanh cũng xịn sò này mọi người. Cũng mới này, dưới đáy ha mọi người, của hãng Blue Horizon này, Japan nha, để trong oven to table dishwasher say mọi người. Đĩa chịu nhiệt tốt ha cả nhà, đĩa chịu nhiệt tốt, có đường kính. Rồi cái này đường kính này là 27 cm nha, 27 cm, rất đẹp ha mọi người. Rồi em bán này với đơn giá này. Rồi 100.000 một đĩa nha cả nhà ơi, 100k. Và em phát hiện em phát hiện là chỗ này nó hơi bị lỗi một xíu đây này. Có thể là để đồ hoặc lỗi sản xuất ha mọi người. Để đồ nó hơi gặp sức sức một xíu. Rồi em sẽ xuống còn 85.000 này. 85.000 mà 855 nha. 855. Hôm qua chỉ chốt 5 cái đĩa kia hoa đẹp mà mẹ biển rầu ghê, thích mấy kiểu hoa vậy. Rồi ok chị. Lâu lâu mấy loại kiểu hoa đó mới xuất hiện gì ạ. Rồi số lượng em có một cái thố này ha mọi người, có họa tiết hoa này rất đẹp này, hoa đỏ hoa vàng nha. Rồi cái này ha mọi người, xung quanh dưới này rất đẹp luôn, mới toanh luôn. Cái này có đường kính này là 18.5 cm, chiều cao là 6.5 cm. Rồi em bán với đơn giá là 200k mọi người, 200k cho một cái mới toanh vành vành luôn, không có một cái vết gì luôn. Tại vì mã là 201 nha cả nhà, 201. Đồ em đồ mấy đồ mà đẹp đẹp thế này này em rất cẩn thận lắm mọi người.
Rồi em có số lượng là cái đĩa bằng vàng mọi người ha, của Fasnota có đường kính này là 21.5 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 30.000 một cái ở nhà 30k mà 301 này. Rồi số lượng em có hai đĩa con chồn nha cả nhà, đĩa chồn trên vườn hoa dưới đáy có chị Resco. Rồi con chồn hình ăn vặt ha mọi người, có đường kính này là cái là 17.5 cm, màu sắc khá là đẹp ha, có đơn giá là chỉ có 25.000 một đĩa thôi, mã là 252 nha, 252. Rồi em có số lượng là cái ly gốm mộc cao cao mọi người, ở dưới đáy không chuyện hay cả nhà không chuyện. Rồi cái này đường kính này là 9 cm, chiều cao là 11.5. em bán ly này với đơn giá 30.000, mã 301 nha, 301. Rồi số lượng em có hai cái tô mọi người, có họa tiết trắng trắng đen đen mọi người, trắng đen đen xám xám, số lượng hai cái, có đường kính này là 17 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 45.000 một tô mọi người, 45k mã 452 nha, 452. Chúc đơn chị Trinh Ngân 252 rồi, ok chị. Rồi em có số lượng là cái này hay là nhà me năm xứ, số lượng 3 cái. À 2 cái thôi. À 1 cái chứ. Gấu này, dưới đáy ha. Rồi này đường kính này là 20.2 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá này 40.000 một cái nha, 40.000 mà 404 rồi nha, 404. Rồi đĩa men lam mọi người, men lam dưới đáy có chuyện này. Đường kính này là 21 cm, đĩa sâu lồng bán đơn giá là 30.000 một cái. 30.000 một đĩa, mã là 303 nhé, 303. Rồi số lượng là đĩa này ha mọi người, hoặc đĩa xung quanh men lam sứ luôn dưới có chuyện này. Rồi đĩa này của đĩa chịu nhiệt tốt ha mọi người, đĩa chịu nhiệt để trong lò lớn được này. Đường kính này là chiều dài là 23.5, chiều ngang là 21.5. Em bán với đơn giá là 45.000 một đĩa, mã là 456 nha, 456. Rồi số lượng em có 3 cái đĩa này ha mọi người, đĩa sâu lòng có họa tiết chùm nho chấm chấm xanh xanh dưới có chuyện. Rồi cái này có đường kính này là 20 cm, chiều cao vậy là 4.2 cm. Chốt đơn cho chị Đường Thuận 456. Rồi cái này em bán với đơn giá 40.000 một cái ở nhà 40k. Số lượng có 3 cái và 403 nha, 403. Rồi thưa mọi người, em có số lượng này. Rồi đĩa này mới rửa sạch sẽ luôn ha mọi người. Ướt ướt xíu, bóng bóng luôn này. Nay em kiểm tra tại nó hơi vàng vàng nên vừa kiểm tra con. Rồi nó rửa sạch ha mọi người. Ra ha. Men lam xưa cả nhà, men lam xưa, đĩa men lam xưa núi Phú Sĩ này. Chim bay này. Đường kính này là 23.5 cm. Dưới đáy có chuyện nha cả nhà. Rồi đĩa này em bán với đơn giá là 80.000, mã 801 nha, 801. Rồi cái đĩa này luôn ha mọi người, đĩa men lam sứ này, dưới đáy không chuyện nha. Rồi cái chân nó hơi bị sức xước một xíu, em xeo nhẹ này. Rồi có đường kính này là 24.5 cm. Rồi em xeo nhẹ xuống còn 70.000 đĩa này nha, 70.000, mã là 707 cả nhà, 707. Chị Addis Lưu hôm qua có cái ly đen to đùng hai nắp, có ai chốt chưa em? Ly đen to đùng hôm qua, bây giờ em không nhớ, không biết chị chụp, chị coi lại ly rồi chị coi chụp màn hình chứ giờ nhiều hàng quá em không nhớ nổi nha chị Aris. Hàng hôm qua là của chuyện của hôm qua, hôm nay bắt đầu cái não nó thay đổi rồi chị.
là một trang mới này. Được kính là 17.5cm nha, chiều cao là 7cm. Rồi số lượng em có 4 cái ở nhà dưới màu đen này, em bán lên giá 65.000 một cái nha. 65.000, số lượng có 4 cái mã 654 nha. 654. Rồi số lượng em có 2 đĩa này nha cả nhà ơi, 2 đĩa này. Đĩa củ cải này. Hoa tiết xung quanh mọi người, quả bí, cà rốt các kiểu ha mọi người, hoa tiết nổi dưới đáy ha, không có chuyện. Có đường kính này là 20.5cm, em bán với đơn giá là rồi 35.000 một đĩa nha cả nhà, 35.000 một đĩa. Số lượng có 2 mà 352 cả nhà nha, 352. Rồi em có số lượng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 đĩa này. 12 đĩa có họa tiết một viền một chút về hoa cúc trắng nhụy vàng này. Dưới đây có chữ đỏ ha mọi người. Đường kính này là 15.2cm. Em bán với đơn giá này. Đơn giá là 25.000 một cái nha. 25k, số lượng em có 12 cái, mã là 252 này. 252. Rồi tiếp theo mọi người là cái men lam này ha mọi người. Men lam. Rồi cái men lam xứ này có đường kính này là 23cm, đĩa sâu lòng, chiều cao 3.5. Rồi em bán này với đơn giá nha cả nhà, đơn giá là 45.000 một đĩa, mà là 459 nha. 459. Rồi ở đây em có số lượng là cái đĩa này nha mọi người, đĩa hai màu này, dưới này hai triện nha mọi người, chữ S Việt Nam ha. Rồi có chiều dài là 23 cm, chiều ngang là 15.7 cm, có đơn giá là 40.000 một đĩa, 40.000, mã là 404 nha. 404, số lượng em có 7 cái, 404. Au. Rồi đĩa củ cải nha cả nhà, đĩa củ cải. Số lượng có 2, 4, 6, 6 cái đĩa củ cải mọi người. Củ cải nha, có chuyện đây luôn này. Men lam dưới có chữ. Số lượng có 7, có 5, có 6. Rồi có 6 cho cả nhà, đường kính này là 21.5cm, chiều cao 3.5. Rồi củ cải em bán này với đơn giá này. Rồi 45.000 một đĩa nha mọi người, 45k một đĩa củ cải, mã là 455. 455, số lượng 6 cái. Để đây luôn cho đẹp. Tôi có nắp, rồi tôi có nắp số lượng em có 6 cái nha, 6 cái. Mọi người nhìn kỹ cái nắp này, họa tiết rất đẹp luôn, hoa màu đỏ, hoa màu trắng, rồi cành lá hoa này, rồi hoa màu trắng này, cũng xịn bộ công anh nha. Rồi dưới đây có chữ này. Có đường kính này là 15.5cm, chiều cao là 5.5. Rồi cái này em bán với đơn giá này. À. 60.000 một cái nha cả nhà, 60.000 một cái, số lượng em có 6 cái, mã 606 nha. 606. Cho nên chị Trịnh ngăn 4553 cái. $45.000 một cái, lấy 3 cái rồi ok chị Ngân. Là sao 5 cái đĩa củ cải. Đây rồi. Tôi có nắp 60 chị ơi, 60 nha, họa tiết rất đẹp này, 60.000, số lượng em có 6 cái nha. Rất rẻ luôn, có 60.000 một tô có nắp này. Có chuyện, mã là 606 nha, 606. 6 cái chị nha. Ok, rồi chị Trịnh ngân 4555 cái luôn này. Rồi chị Đường Thuận 606 lấy hết rồi ok chị. Chị Trịnh Ngân ơi, 455 có 6 cái nha. Chị lấy 6 cái luôn không?
6 cái này, củ cải này. Rồi chị Đường Thuận 606 lấy hết này. Rồi ok chị Đường Thuận nha. Rồi em có một cái đĩa này ha mọi người. Đĩa này khá là to, đĩa sâu lòng nha. Có đường kính này là 23 cm, chiều cao là 6 cm cả nhà, 6 cm. Nhà 5 người em, mỗi người một cái. Rồi ok chị 5 cái. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Đơn giá là 90.000 một cái cả nhà, 90.000 một đĩa này, mã 909 nha, 909. Rồi số lượng em có 3 đĩa, đĩa cá vành khá là rộng mọi người, có họa quả cherry. Nó hơi bị bạc màu một xíu mọi người, bạc màu mất cái cuống rồi. Rồi cái này em bắn rẻ xuống nha mọi người. Thì cái này là 23 cm, chiều cao 3.2 cm. Rồi có đơn giá. Có đơn giá là 50.000 một đĩa 50k, rồi em bớt 15.000 nha. Bị bạc màu ở trung tâm lòng này, cái cuống mọi người nhìn kỹ này. Cái cuống bị bạc màu rồi. Rồi 50k trừ 15k còn 35.000. 35.000 một đĩa, số lượng có 3 cái. Rồi bắn rẻ tiếp này, 100.000 3 cái nhá. 100.000 3 cái là 103 này, 103. Chị Ngân tô sọc. Rồi tô bát sọc nha, bát sọc có 1 cái này. Bên trong có họa tiết men lam cảnh ha, đường kính này là 11.5 cm, chiều cao 5.5, có đơn giá 32.000 một cái mã 322 này. 322. Rồi cái tô này ha mọi người, cái tô bên trong có họa tiết này, có viền màu nâu, số lượng có 2, 4, 7 cái nha, có 7 cái tô, mọi người có thể về ăn mì được ha. Men tiêu đen, đường kính này là 17.5 cm, chiều cao là 7.2 cm. Cho chị coi lại rồi ok, 322 coi lại này, dưới có chuyện nha. Họa tiết xung quanh cái này. Rồi bên trong men lam sứ cảnh này, 32.000 một cái mã 322. Rồi cái tô này ha mọi người, có đơn giá là 45.000 một tô, 45k. Số lượng em có 7 tô nha cả nhà, 7 tô. Mã là 457 cả nhà, 457. Rồi cái này ha mọi người, cũng bát tô này, tô đúng nghĩa tô này, cái kia chỉ là bát ăn cơm thôi, cái này bát men gọi là bát tô này. Họa tiết xung quanh nha mọi người, men lam sứ từ bên trong ra bên ngoài ha, dưới có chuyện. Họa tiết xung quanh, men lam cảnh ha. Trong trung tâm có cây bonsai này, đường kính này là 15 cm, chiều cao là 8 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá nha, đơn giá này là 60.000 một cái này. Rồi cái này ha mọi người, cái này không phải 60 nha, cái này giá khác nha, cái này em bán với đơn giá này. Rồi 80.000 một tô nha, 80.000 một tô. Chém chết. 80.000 nha mọi người, mã 803 cả nhà, 803. À cái tô này nãy chị nãy em mới like này. Họa tiết xung quanh nha cả nhà, xung quanh tô lưới này, men lam sứ ở bên ngoài ở ngoài là màu đen. Viền màu vàng, đường kính là 17.7 cm, chiều cao là 7 cm. Có đơn giá là 65.000 một cái ở nhà, 65.000. Số lượng có 4 tô, mã là 654 nha, 654 này. Rồi thêm hai cái tô này nữa ha mọi người, tô có kiểu trắng trắng chấm này. Rồi họa tiết ha, xung quanh ha, khá là sạch luôn, đường kính này. Đường kính này là 15.5 cm, chiều cao là 8 cm. Rồi em bán tô này với đơn giá này 45.000 một tô cả nhà, 45k. Mã 452 nha, 452. Rồi đĩa xanh ngọc mọi người, số lượng em có 5 cái.
Được kính này là 16.2cm, chiều cao là 2cm. Em bán đơn giá là 25.000 một đĩa. 5 cái là 120.000, mã là 125 nha. 125 có bán lẻ nha. Tiếp theo mọi người là cái đĩa này ha, đĩa men lao này. Họ đĩa xung quanh dưới có triện, có đường kính đĩa là 21cm, chiều cao là 3cm. Rồi đĩa này em bán với đơn giá là 40.000, mã 401 nha, 401. Rồi đây có cái thủy tinh khá là đẹp màu mọi người. Thủy tinh này, số lượng có 2 cái bát thủy tinh, màu rất là đẹp, xanh lá, xanh trời, tím ha. Rồi số lượng 2 có đường kính là 10.2cm, chiều cao là 6cm. Rồi cái tô mọi người, cái tô cũng không cao lắm đâu, hơi cạn cạn xíu. 24cm đường kính mọi người, chiều cao là 5.2cm. Rồi em bán với đơn giá này. Rồi cái này em bán với giá là 180.000 nha. 180.000 một bộ này. 180, mã là 183 nha, 183. Rồi số lượng là 5 đĩa này nha cả nhà, 5 đĩa có họa tiết viền rất là nhiều màu sắc này. Dưới đáy ha mọi người, sun gold. Rồi đĩa này đĩa chịu nhiệt tốt ha, Indonesia này. Đĩa chịu nhiệt tốt. Có đường kính này là 19.7cm. Rồi sun gold cái này em bán với đơn giá này là 40.000 một đĩa nha, 40k. Mã là 405 cả nhà, 405, cái vành rất là đẹp màu luôn ha mọi người, 405, nhìn rất là nghệ thuật luôn. Rồi có tiếp theo mọi người, số lượng là cái đĩa này ha. Số lượng là có 4 cái cả nhà, có 4 cái. Có đây xung quanh này. Này có đường kính này là 21.7cm, chiều cao là 3.7cm. Rồi đĩa này có 4 cái em bán đơn giá 75.000 một đĩa nhá. Men lam sứ xung quanh là xanh coban xung quanh viền này. 75k, số lượng 4, mã 754. Rồi đĩa chim bay này. Số lượng có 2 đĩa nha mọi người, 2 đĩa. Khá là xưa, sẽ có triện. Đường kính này là 22.7cm. Chiều cao là 2cm, em bán với đơn giá. Đơn giá là 50.000 một đĩa này. Xa xuống còn 45.000 một đĩa, mà 452 nha, 452. Rồi cái ly thủy tinh mọi người, số lượng có 5 cái, họa tiết xung quanh này. Rồi cái này đường kính này là 8.2cm, chiều cao là 6.7cm, đơn giá 20.000. 5 ly 100, bớt 10.000 là 90.000, 5 ly, mà 905 nha cả nhà, 905. Một cái bình để nước tương nước mắm ha mọi người, nước tương nước mắm dưới có triện, ở đây xung quanh cái này có miệng. Có miệng này là 3.5cm. Chiều cao này là 10cm, có đơn giá 40.000, mã là 404 nha, 404. Rồi có một cái miệng bình rót có quai màu trắng như thế này, có miệng. Có miệng này là 3.5cm, chiều cao là 7.5. Dưới đáy nó hơi dơ như thế này một xíu ha mọi người, sao xuống còn 25k, mã 251 này. 251. Rồi cái bình này ha mọi người, có nắp ấm này, có họa tiết hoa xanh nhụy vàng này, cũng làm đựng nước tương nước mắm ha. Đường kính này là 6.5cm, chiều cao 7.5cm. Cái này thuộc phiên bản to hơn này, nặng hơn này. Rồi em bán ha mọi người, giá 90.000 một cái, mã 909 nha, 909. Rồi men lam mọi người ha, số lượng 1 cái. Được cái này là 17cm. Chiều cao là 3.5cm. Cái này em bán với đơn giá này, cho nên chị Trịnh Ngân, 909. Rồi cái này đơn giá là 35.000 một cái, mà 351 nha, 351. Rồi em có một cái bình này ha mọi người, có bình, có mái nhà, bình hoa này. Dưới đây có chuyện, cái này không phải bị sứt ra mọi người. Cái này là kiểu dáng như thế, để ba chân trụ lại ha. Có miệng, hơi dơ cái này một xíu. Cái miệng này là 2cm, chiều cao này là 14.5cm. Chị Ngọc Tâm Võ, Ngọc Trâm Võ comment sau là 909 của chị Trịnh Ngân nha. Rồi cái này em bán với đơn giá là 80.000 một bình này, 80k, mã 802 nha, 802.
em có một cái đĩa chữ nhật này, họa tiết xung quanh hoa màu hoa hoa này, hoa rất là nhiều hoa luôn. Dưới có chuyện này 909 chốt cho chị Trịnh Ngân nha, chị comment sau rồi nha, chị Ngọc Trâm Võ. 909 chốt đơn chị Trịnh Ngân. Này chiều dài 21.5, chiều ngang là 14.2 cm, bán với đơn giá 50.000, mã 501 nha cả nhà, 501. Rồi đem có số lượng là hai cái này nha mọi người, có mịn rót gốm mộc này, không chuyện nha cả nhà. Có mịn rót đường kính này là 7.8 cm, chiều cao là 9.5. Em bán này với đơn giá 45k, mã 452 nha, 452. Rồi em có số lượng là 2466 cái này ha mọi người, chùm nho này. Có đường kính này là 11 cm, em bán đơn giá là 10.000 một cái. Rồi để em bán hết 246 cái là 50.000 nha, 50.000. Mã 506 nha cả nhà, 506. Thấu 2 tầng. Thấu này của em to hơn xíu là 3 tầng nha chị. 3 tầng, thấu 3 tầng này. Rồi em dán băng keo rồi em lười gỡ ra quá. Rồi có đường kính này là 16.5 cm nha, bẻ cả thước luôn. Chiều cao là từ đến đây thôi nha mọi người, là 15 cm này, chiều cao đến đây là 15 cm. 3 tầng có họa tiết hoa này, em dán băng keo rồi, dán chi chít luôn. Dưới đây không chuyện nha cả nhà, họa tiết hoa. Rồi em bán với đơn giá 250.000 nha, 250. Mã là 251 nha, 251, 3 tầng, có nắp luôn. Nhà mà bây giờ thời hiện đại phải nhà 3 tầng, nhà 2 tầng xưa rồi. Rồi này ha mọi người, số lượng em có một cái thôi. Chiều dài là 23 cm, chiều ngang là 15.5 cm. Chốt đơn chị Đường Thuận 251 nha. Rồi ok chị Đường Thuận. Rồi cái này em bán với đơn giá là 45.000 một cái, mà 451 nha. 451, màu xanh lam này, giống như cái máng. Bắt gỗ mọi người ơi, bắt gỗ em bán rẻ này. Bắt gỗ khá là đẹp, chân cao luôn, chân cao, nhẹ nhẹ ăn cơm thoải mái, rất là tự nhiên ha. Đường kính là 11.5 cm, chiều cao là 7 cm, đơn giá chỉ có 10.000 một cái thôi. Mã 103 nha, 103. Chốt đơn là chị Trịnh Ngân 451 này. Rồi em có bình này ha mọi người. Cái này là bình có họa tiết men lam và thêm 4 cái ly. 4 cái ly cũng họa tiết như giống cái bình ha mọi người. Và nó khá là dài. Còn thấu nào 2 tầng không em? Thấu 2 tầng hình như hết rồi. Cái đường kính này là 4 cm, chiều cao là 5.5 cm nha. Có bao nhiêu thấu có tầng là chị Đường Thuận chốt hết rồi. Đường kính là 3.5 cm, chiều cao là 13 cm. Rồi cái bình này ha mọi người em. Ui. Không sao. Xứ tốt mọi người ạ. Dưới có chuyện nha. Có chuyện. Rồi em bán đơn giá rất là ok luôn. 80.000 một bộ này ha. 80.000 mà 804 này. 804. Rồi đây có số lượng là 5 cái này ha mọi người, 5 cái bình. Bình cho con nít uống nước ha mọi người. Bình cho con nít uống nước. Có hoạt tiết hoạt hình chuột Mickey này. Con nít nó hơi nghịch nên là mấy cái nó về hoạt hình nó rất là thích ha mọi người. Có ống hút này, ống hút chọc vào đây. Cởi này ra cho nước vào này, cho nước vào. Rồi ống hút ha, nó đỡ một phần nào đổ nước đi. Rồi cái này ha mọi người, em bán với đơn giá là 30.000 một cái mọi người, 30.000. 30.000 một cái. Số lượng có 5 cái à, có 4 à, 5 cái cả nhà, hai màu khác nhau. Nắp đỏ lắp xanh. Rồi, mã 305 nha cả nhà, 305. Rồi em có số lượng là cái này ha. Rồi hai cái nhỏ này, họ đi xung quanh này. Này có chiều dài các cạnh này là 7.5 cm. Rồi cái này chén chấm nhỏ ha, đơn giá là 18.000 hai cái, mã 182 này, 182. Rồi số lượng là cái bát này ha mọi người, hai cái xanh ngọc, một cái xanh lam, có đường kính này.
Rồi này có đường kính này là 10.2 xăng, chiều cao là 4.5. Rồi cái này em bán với đơn giá nha, đơn giá là 20.000 một cái. 20.000, mắt là 203 cả nhà, 203. Tiếp theo mọi người, tiếp theo em có số lượng là một cái đĩa. Cái đĩa này đi ha. Đĩa trái cây này, đĩa trái cây của Kiri nha, Kiri. Hoặc đĩa xung quanh mọi người, cái này có đường kính này là 19.5 cm. Rồi em bán này với đơn giá là chỉ có 25.000 một đĩa trái cây ngập tràn thôi ha mọi người, mã là 251 cả nhà, 251. Rồi em lên đồ đi. Chúc anh chị Ngọc Trâm Vỗ 251 này. Đĩa củ cải nhỏ rồi, ok chị. Số lượng có một cái nha. Thì cái này là 12.7 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 20.000 cái, 20k. Rất nặng ha mọi người, dày nặng này. 20.000, mã 201 cả nhà, 201. Rồi cái này ha mọi người, số lượng có hai cái. Họa đi xung quanh men lam này. Men lam cảnh như cả nhà dưới đáy. Không có gì. Đường kính này là 8.5 cm, chiều cao này là 7 cm. Em bán với đơn giá là 50.000 một cái, mã 502 cả nhà nha, 502. Rồi chốt đơn chị ngân 201. Rồi em có một cái đĩa hình con vịt cả nhà. Cái đĩa con vịt này. Lovely duck. Có đường kính này là 20.5 cm, chiều cao là 3.5. Rồi em bán này với đơn giá là 32.000 một đĩa nha, 32k mã 322 cả nhà, 322. Rồi đĩa màu hồng nha, đĩa màu hồng ở đây xung quanh Mission Select này. Có đường kính này là 21 cm, có một chút hồng hồng vàng vàng đây ha. Rồi đơn giá là 30.000 một đĩa, mã là 307 này, 307. Rồi cái đĩa này ha mọi người, hình gấu Rirakuma nha. Gấu Rirakuma trắng trắng, được cái này là 17 cm. Chốt đơn chị Ngọc Trâm Võ 322. Rồi ok chị này, em bán với đơn giá là 22.000 một đĩa này, mã 224 nha, 224. Rồi cái đĩa này ha mọi người, số lượng có 1. Cái này men lam sứ, đĩa sâu lòng ha, dưới đấy có chuyện này. Rồi em phát hiện nó bị sứt một chút xíu rồi. Rồi sứt rồi, em sell nha, em sell 50% luôn. Đường kính này là 23 cm. Có đơn giá là 50.000 một đĩa. Rồi sell xuống còn 25.000 nha, 25k mã 256 ở nhà, 256. Sứt có một chút xíu thôi mọi người. Sứt có chút xíu đây thôi, không đáng kể ha. 25.000 một cái. Rồi có một bộ này nha mọi người. Bộ này. Này cái thấu 2 tầng này, 2 tầng. Hoặc đi xung quanh 2 tầng. Dưới đây có chuyện nha cả nhà, có chuyện. Rồi cái này có đường kính này là 11.5 cm. Chiều cao nha, chiều cao này là 10 cm rồi. Chiều cao 10 cm. Em bán nguyên bộ này, cái này là 2 tầng này. Rồi cái này nhỏ ha, đường kính này là 12 cm, chiều cao. Chiều cao này là 3.2 cm cả nhà. Số lượng là 5 cái. Rồi hai cái đĩa này ha mọi người, hai cái đĩa này. Có đường kính này là 23.5 cm. Có chiều cao là 2.2 cm mọi người. Rồi,
Nhưng một bộ này hai em bán với đơn giá là hai cái đĩa to, năm cái đĩa nhỏ và một cái thố hai tầng cũng thuộc loại chung chung. Có đơn giá là 300.000 nha cả nhà. 300.000 bán là 303. Rồi em còn hai đĩa con trồn này chị Ngân ơi. Chị Ngân nãy chị chốt hai cái rồi, giờ chị còn muốn chốt thêm không? 25.000 một cái này, đường kính này là 17.5 cm. Ok thì chị comment em mã 252 nha. 252. Rồi mọi người ha, men nam xứ này có cành hoa mận này. Mận hay đào gì đó ha. Mận đào đều 5 cánh hoa. Đường kính này là 18 cm. Chiều cao là 4 xăng nha cả nhà. Rồi ok chị Trịnh Ngân 252. Dễ có chuyện mọi người, cái này em bán với đơn giá là 40.000 một đĩa. Đĩa này đĩa sâu lòng ha mọi người, 40.000, mã là 409 nha. 409. Rồi em có số lượng là 122 cái đĩa con ngựa mọi người. Con ngựa chạy này. Rất là nhiều con ngựa họa tiết nổi luôn. Chốt đơn chị Trịnh Ngân 409. Ngựa ha mọi người. Ngựa họa tiết nổi này. Ngựa chạy xung quanh nền đĩa luôn, rất là đẹp. Dưới đấy có white hole. Có đường kính này là 19.2 cm. Rồi em bán này với đơn giá là 30.000 một đĩa thôi. 30.000 mã 302 nha. 302. Rồi em có số lượng là 1, 2, 3, 4. 4 cái đĩa này có họa tiết hoa một chút này thôi. Dưới đáy có chuyện và đường kính này là 17.7 cm. Rồi này em bán với đơn giá 25.000 một đĩa nha. 25k số lượng 4 cái mã 254 này. 254. Chốt đơn chị đường thuận 302 hai cái đĩa con ngựa. Rồi ok chị. Rồi số lượng đây có 3 đĩa này. Đĩa Lotly. Chị Hải Nguyễn comment sau rồi. Cái này của Tachikichi nha mọi người. Cái đĩa Lotly mà không có ly. Thế này. Viền vàng, được cái này là 15.5 cm. Rồi em bán này với đơn giá nha. Rồi Tachikichi đĩa ấy, mọi người số lượng 3 cái em bán đơn giá 20.000 một cái. 20.000 em bán rẻ mọi người ha, 3 cái 50.000. Mã 503 nha. 503. Tiếp theo mọi người em có số lượng là cây gốm mộc này. Rồi số lượng em có 4 cái ở nhà, 4 cái giống hình quả dưa, dưa mát ha. Rồi có chiều dài mọi người, chiều dài này là 32 cm, chiều ngang là 11.7 cm. Rồi cái này em bán với đơn giá nha. 50.000 một cái gốm mộc này mọi người. Đĩa này 50k một cái, số lượng 4 cái, mã 504 nha. 504. Nãy là con ngựa nổi, giờ là con rồng nổi ha mọi người. Rồng nổi này, họa tiết xung quanh này, từ đuôi rồng đến đầu rồng ha, khá là dài. Đầu rồng này rất là chi tiết ha mọi người. Họa tiết nổi. Rồng phun mây, phun lửa, phun nước gì ạ. Không có chuyện nha cả nhà. Số lượng em có 2 cái. Có đường kính này là 18.5 cm, em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá là 32.000 một đĩa nha. 32k mã 322 cả nhà. 322. Rồi này ha mọi người, cũng họa tiết nổi luôn mà, này là con chim mọi người. Con chim này. Con chim có con chim đậu trên cành cây ha mọi người, cành cây họa tiết nổi màu trắng. À không phải trắng đâu, xanh xanh, hơi xanh xanh một xíu. Đường kính này là 18 cm. Chiều cao là 2.5. Rồi cho đơn chị đường thuận 322. Rồi cái này em bán với đơn giá là 30.000 một cái, mã 301 nha. 301 chim đậu trên cành cây. Rồi chị Đường Thuận ơi, mã 322 còn 2 cái nữa này chị ơi, mới lòi thêm 2 cái này. Chị có lấy thêm không ạ? 322 em còn 2 cái. À, đĩa ngựa nổi hết rồi nha chị.
Này đường kính là 18.5cm, 32.000 một cái. Chị Đường Thuận có lấy thêm không? Rồi ok, chốt chị Đường Thuận 322 4 cái. Rồi cái này tam thái mọi người, bát tam thái này. Ba màu, đường kính này là 12.5cm. Siêu cao này là 6.5cm. Rồi cái này em bán với đơn giá là 30.000 nha, có 30.000 thôi, mã 301 cả nhà. Thôi chuyển mã 309 nhá, 309. Rồi em có số lượng là đĩa này ha mọi người, đĩa hoa này. Có chiều dài là 16.5cm, lên đây là 15.5cm. Rồi em bán này với đơn giá nha. Rồi đơn giá này là 18.000 một đĩa, hơi dơ một xíu. 18K mã 181 nha, 181. Rồi ok chị Đường Thuận. Tiếp theo mọi người, số lượng là cái đĩa này ha mọi người. Này không hình con vật gì hết mà là họa tiết nổi hình cái quạt nha cả nhà. Quạt ba tiêu này. Có thể dưới đáy có chuyện nha cả nhà. Đĩa sâu lòng có đường kính, đường kính này là 20.5cm, chiều cao là 5cm. Rồi đĩa này em bán với đơn giá này 48.000 nha, 48K mã 482 này, 482. Rồi theo mọi người, số lượng là cái bát này ha, họa tiết hoa này, dưới có triện này. Rồi có đường kính này là 13.2cm, chiều cao này là 5.5, đơn giá 35.000, mã 351 nha, 351. Rồi tiếp theo mọi người, số lượng là cái này nha, 2, 4, 6, 6 cái. Họa tiết xung quanh, 15 xứ, có đường kính này là 10.5cm. Em bán lẻ một cái là 10.000, mà mọi người lấy hết 6 cái, em bán giá là 48.000 6 cái nha, 48.000 6 cái mà 486 nha, 486. Rồi cái này số lượng có 2 cái này nha. Này chiều dài kính vuông, chiều dài cạnh này là 15.2cm, chiều cao là 2cm. Rồi cái này em bán với đơn giá này. Rồi đơn giá là 20.000 một cái, mã 202 cả nhà nha, 202. Rồi cái này em có số lượng là 3 cái cả nhà, 3 cái dòng Sino này, có nắp đậy ha mọi người. Dưới có triện nha, có triện. Gốm mộc đường kính này là 12cm, em bán với đơn giá. Rồi cái này em bán với đơn giá là 60.000 một cái nha, số lượng em có 3 cái, mã 603 nha, 603. Rồi em sẽ nghỉ lại một xíu nha mọi người, rồi em sẽ soạn hàng rồi em like tiếp ha. Rồi xin chào mọi người.